Trường năm 1220, chiến chuẩn đế. A, à, sáng ngủ mắt cầu ra, đại hắc cầu kêu to. Chuyện này làm đám người An Hà Minh im lặng, người bị thiểu năng hay không nhìn rõ tình hình. Lăng Hàn đang liều mạng với đại đế liều mạng, người còn có tâm tình đùa giỡn. Chuyện này đã vượt qua phạm trù của tiện. Trên bầu trời, trùng sáng dần dần ảm đạm, ánh mắt mọi người nhìn qua, không gian đang rung động. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ trên không trung, cũng không có hài cốt không còn như mọi người vẫn nghĩ. Làm sao có thể, làm sao có thể đây chính là chân long đại đế một kích có thể làm thiên băng địa liệt nếu đặt ở bên ngoài một kích này có thể hủy một tinh vực hiện tại một kích của đại đế lại không thể giết lăng hàn trời mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lăng hàn chẳng lẽ ra hỏa này không phải thánh nhân mà là đại đế sao đám người hầu ca lại biết rõ lăng hàn cũng không phải là đại đế mà là chiến lược cấp chuẩn đế có thể đánh ngang tay với chân long đại đế mà không thua việc này nói rõ cái gì hiện tại chân long đại đế cũng chỉ là chuẩn đế vì cái gì có lẽ hắn đã bị xâm la đại đế đánh trọng thương đến nay vẫn chưa khôi phục lại nếu bọn họ biết rõ kỳ thật chân long đại đế đã bị xâm la đại đế giết qua một lần bọn họ có thể đoán được có lẽ chân long đại đế lại bị sống lại nhưng không cách gì tăng lên tu vi đại đế cần từng bước khôi phục lại hiện tại chỉ có thực lực chuẩn đế mà thôi nhưng bất kể nói thế nào tu vi chân long đại đế bây giờ đã không thể nghiền ép lăng hàn lăng hàn mỉm cười Giả chân long, người còn không hiện chân thân, chỉ là thánh nhân có thể nắm giữ chiến lược chuẩn đế, đúng là không đơn giản. Chân long đại đế mở miệng, giọng nói vang vọng bát hoang. Cái gì, nghe nói như thế, đám người mặc tử vân khiếp sợ đến mức ra đầu tê dại, thì ra lang hàn thật sự là thánh nhân, nhưng chiến lược đạt tới chuẩn đế. Chờ chút, cấp bậc chuẩn đế thì như thế nào, ở trước mặt đại đế không phải cũng đưa đồ ăn hay sao? Bọn họ đã chấn kinh tới mức ngây người, tại sao bọn họ xem không hiểu? Đúng rồi, có lẽ ngươi là cứu tinh của mấy lão bất tử kia mong đợi." Chân Long Đại Đế gật đầu, "Rất tốt, chỉ cần tiêu diệt ngươi, mấy lão gia hỏa kia sẽ từ bỏ chống cự." Câu nói này không đầu không đuôi, đám người mặc Tử Vân nghe không hiểu, bọn họ như lọt vào sương mù. "Cái gì lão bất tử? Cái gì cứu tinh?" Nhưng trái tim Lăng Hàn lại đập mạnh, Chân Long Đại Đế nói những lão bất tử, có phải đang nói đám người vô nhai đại đế đấu chiến thánh hoàng hay không? Những đại đế này nhiều năm trước tiến vào vực sâu nguyên thủy, tìm kiếm cơ duyên trường sinh, mà Lăng Hàn lại nhận được lời nhắn của vô nhai đại đế, nói trong vực sâu nguyên thủy có chiến sự căng thẳng, nhu cầu tiếp viện cấp bách. Cho nên, liên hệ cả hai với nhau, chân Long đại đế nói lời này rất dễ hiểu. 36 thần thú quả nhiên đang đối địch với đám người đấu chiến thánh hoàng. Nhưng mà, mâu thuẫn xung đột là gì? Vẫn là trường sinh sao? Cũng không giống, nhiều năm như thế vẫn không hóa đạo, nói rõ tất cả mọi người nhận được biện pháp trường sinh vì cái gì còn quyết đấu sinh tử lại nói chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng vì cái gì đám người chân long đại đế lại phân bố ở khu vực bên ngoài đường đường đại đế chỉ dùng thủ thành chẳng phải việc này rất hoang đường sao lang hàn cảm giác đầu óc hỗn loạn manh mối càng ngày càng nhiều càng chấp phá ra sự thật không hợp thói thường chân long đại đế không hề nói nhảm hắn lập tức vung móng vuốt tấn công móng vuốt lớn như tinh cầu đánh xuống lang hàn không sợ hắn đã nắm giữ chiến lược chuẩn đế. Bành, hắn xuất quyền ngăn cản chân long đại đế, mọi người đều rất trong mắt ra ngoài, lăng hàn kịch chiến đại đế không lâm vào hạ phong. Mạch, thật sự quá mạnh, kẻ này cũng chỉ là thánh nhân, bọn họ không dám tin vào mắt của mình. Tốt, ba người hầu ca lớn tiếng khen ngợi lăng hàn, bọn họ từng bước nhìn lăng hàn từ nhỏ yếu đi đến cường đại, cho dù là hầu ca, khi đó nhất thời hưng khởi kết bái với lăng hàn, nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Hàn lại có thể biến cường đại như vậy, hơn nữa tốc độ còn nhanh như thế. Tiểu Hàn Tử, thêm chút sức, đêm nay chúng ta nướng thịt rồng, ăn thịt rồng hầm. Đại Hắc Cầu chảy nước miếng ảo ảo, nó sắp được ăn thịt rồng. Sắc mặt Tiểu Thanh Long tối tăm, lão Hắc, người muốn ăn đòn đúng không? Lăng Hàn cười ha ha, tốt, đêm nay ăn thịt rồng. Hắn cường thế tấn công, chiêu chiêu bá đạo, chân Long đại đế bị ép phải chống đỡ, chuyện này làm hắn buồn bực. Đường đường đại đế, hắn làm sao chịu nổi bởi vì thời giờ bất lợi đầu tiên là bị xâm la đại đế hành hung lại bị xâm la đại đế đánh nổ thực lực của hắn hiện tại chưa khôi phục lần này càng thê thảm bị một tên thánh nhân giày vò a à, chân long đại đế gầm thét long uy sôi trào hóa thành sóng xung kích kinh khủng nhưng mà sóng xung kích có thể làm gì lăng hàn lăng hàn đồng thời vận chuyển năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang toàn thân hắn sinh ra sát khí hôm nay hắn muốn giết đế chứng đạo cái gì chân long đại đế lộ ra vẻ mặt chấn kinh chỉ là thánh nhân lại có thể nắm giữ đại đạo quang. Chỉ trong nháy mắt hắn tỉnh ngộ, thì ra ngươi chính là khối sinh mệnh thạch do đám lão gia hỏa ném ra ngoài vào năm đó. Không thể để ngươi sống nữa, chân long đại đế ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như sóng và lan ra xa. Nghe được chân long đại đế nói lời này, lăng hàn nhíu mày suy nghĩ. Sinh mệnh thạch, hắn đi ra từ trong thần thạch, hiện tại nghe khẩu khí của chân long đại đế, sinh mệnh thạch chỉ có một khối, sau đó phân thành bảy khối tin tưởng, sinh mệnh thạch đã bị huyền thái vũ chiếm được, nhưng huyền thái vũ đại chiến với 12 tuyệt địa chi chủ một trận, sinh mệnh thạch bị đánh nát thành bảy khối, sau đó bay tới các nơi trong tinh không, diễn sinh ra bảy cái nguyên thế giới. Lăng Hàn đã sớm hoài nghi thần thạch có liên quan tới vực sâu nguyên thủy, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại là đám người vô nhai đại đế ném ra từ vực sâu nguyên thủy. Ngang, chân long đại đế vừa công kích vừa gào thét, Lăng Hàn lạnh lùng, hắn biết rõ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang đáng sợ, Hắn đã có thể áp chế Chân Long Đại Đế, nhưng mà hắn khó giết được đối thủ trong thời gian ngắn. Nhưng mà, Chân Long Đại Đế đã phát ra tín hiệu cầu cứu, tin tưởng không lâu sau đó, Thanh Loan Đại Đế sẽ tới đây, thậm chí, đám Chu Yếm Đại Đế cũng sẽ xuất hiện. Nếu có thêm vài đại đế ngăn chặn, Lăng Hàn chỉ có con đường chết. Cho nên, Lăng Hàn lấy ra thanh trúc kiếm và thức tỉnh Đế binh, chiến lực của hắn tăng lên thật nhanh, đồng thời, hắn cũng thả ra Hỗn Độn Cực Lôi Tháp tăng cường phòng ngự của mình, hắn muốn tấn công thần tốc. Lần này, áp lực của chân long đại đế lớn như núi. Hắn như đồng thời đối mặt với một đại đế và một chuẩn đế, hơn nữa chuẩn đế này còn có chuẩn đế binh hộ thân. Hắn làm sao ngăn cản, chương năm 1221, giết đế, lang hàn công kích mạnh hơn trước, thời gian lưu cho hắn không nhiều, mà bây giờ vừa vặn có mưa thiên thạch chặn đường lui của chân long đại đế, cho nên hắn có cơ hội đánh giết chân long đại đế. Nếu không, thánh nhân cũng khó giết, huống chi chuẩn đế. Bên dưới, đám người mặc tử vân trợn mắt hốc mồm. trời ạ, à, chân long đại đế lại có khả năng bị tàn sát. dù tu vi chân long đại đế hiện tại là chuẩn đế, bọn họ cũng không tiếp nhận được việc này. ở trong lòng của bọn họ, mỗi một vị thần thú đều quát tháo vô địch thiên hạ. nhìn chiến đấu như vậy, bọn họ cảm thấy ra đầu tê dại. chẳng lẽ đại đế vô địch ngày hôm nay sẽ bị tàn sát sao? chân long đại đế tử chiến, thứ nhất, hắn đã bị lang hàn làm cho không có đường lui. mưa thiên thạch là thứ đại đế cũng phải tránh né huống chi hiện tại chỉ là chuẩn đế một phương diện khác hắn đã phát ra tín hiệu cầu viện qua một thời gian viện binh sẽ tới đây cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là kéo chặt lăng hàn mặc dù hắn vô cùng tự tin nhưng lăng hàn vẫn là biến số có khả năng ảnh hưởng nhỏ bé tới đại kế của hắn cho nên nhất định phải trừ bỏ ngược lại hắn chết cũng không có gì cũng không phải không thể sống lại chiến 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 lăng hàn cũng biết thời gian khẩn cấp hắn đồng thời vận dụng đế binh chuẩn đế binh oanh kích, hắn nhất định phải nhanh đánh giết chân long đại đế. Oanh, hắn không tiếc trả giá lớn và vận dụng thánh hỏa, chiến lực của hắn sẽ tăng thêm một bậc, chân long đại đế cũng biến sắc, ngay cả hủy diệt nguyên chủng cũng rơi vào trong tay của ngươi. Nếu như nói trước đó chỉ có khả năng ảnh hưởng nhỏ bé tới đại kế của hắn, như vậy hiện tại đã tăng lên gấp 10 lần. Hạt giống thánh hỏa lại gọi là hủy diệt nguyên chủng sao? Khó trách lực phá hoại đáng sợ như vậy, bởi vì có quan hệ tới hai chữ hủy diệt lăng hàn hừ một tiếng hiện tại ngươi có thể an tâm lên đường đã dùng tới thánh hỏa đại biểu lăng hàn sẽ liều mạng hắn có thể chiếm cứ thượng phong còn liều mạng việc này cấp bách cỡ nào chân long đại đế lui không thể lui chỉ có thể ngạnh kháng mà đúng lúc này mưa thiên thạch bắt đầu yếu đi vừa lúc thiên địa phong bạo sắp kết thúc chân long đại đế vui mừng lẫn sợ hãi chỉ cần thiên địa vừa kết thúc hắn có thể chạy thoát mặc dù hắn còn có thể sống lại nhưng cuối cùng vẫn phải trả giá đắt có thể không chết đương nhiên không chết. Ngươi không có cơ hội, Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, hắn đã dùng tới thánh hỏa, chẳng lẽ còn có thể nhìn chân long đại đế chạy. Oanh, 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 hắn cường thế tiến công, đế binh, chuẩn đế binh không ngừng oanh tạc, không ngừng nện vào người của chân long đại đế. a à, mạnh như chân long đại đế cũng phải dên dỉ, cho dù đế binh hay chuẩn đế binh nện vào đều không dễ chịu. Nhưng mà, hắn kiêng kỵ nhất chính là công kích của bản thân Lăng Hàn. Thánh hỏa, năng lượng hủy diệt, đại đạo quang tam vĩ nhất thể, chuyện này hình thành lực phá hoại quá mức đáng sợ, hắn cũng không thể đón đỡ, nếu không, với tu vi chuẩn đế của hắn hiện tại, chỉ sợ sẽ chết không nghi ngờ. Vấn đề là, uy lực của đế binh, chuẩn đế binh sẽ yếu sao? Sau khi ăn vài chiêu, chân long đại đế đã phun máu tươi tung tóe hắn sắc không chịu nổi. Hả, bỗng nhiên lăng hàn cảm ứng được, phía sau có khí thức vô cùng cường đại đang tới gần. Thanh loan đại đế, ha ha, giờ chết của ngươi đã đến. Chân Long đại đế cười nói, Lăng Hàn lắc đầu, đường đường đại đế lại đi cầu cứu người khác, người căn bản không xứng đáng là đại đế. Chết, hắn tiến mạnh, lúc này Chân Long đại đế bị đế binh, chuẩn đế binh liên tục oanh chúng mấy lần, chiến lực đang thời điểm yếu ớt, hắn làm sao có thể gánh được. Bang, 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 Lăng Hàn xuất ra ba quyền liên tục, tất cả đều đánh vào ngực Chân Long đại đế, lực quyền nhập thể, lực phá hoại vô tận, trong nháy mắt đã tiêu diệt sinh cơ của Chân Long đại đế. Trời, thấy cảnh này tất cả mọi người là chấn kinh đến mức ra đầu tê dại, giết đế chỉ là thánh nhân nhưng lại làm ra kỳ tích giết đế, cho dù tu vi của tên đại đế này đã rất xuống cấp bậc chuẩn đế, đám người mặc tử vân vẫn không dám tin vào hai mắt của mình, cho dù thanh loan đại đế ở phía sau đang tới gần, bọn họ cũng không có cảm giác chút nào. trước mắt đầu óc của bọn họ chỉ còn lại hình ảnh chân long đại đế bị lang hàn đánh nát. đi, lang hàn không chút do dự, hắn ra hiệu cho đám người hầu ca lại xác theo đám người mặc tử vân và thi thể của chân long đại đế xông ra bên ngoài. Hư, bản đế tới, người còn muốn chạy, giọng nói của thanh loan đại đế vang lên trong thức hải của lăng hàn. Khốn kiếp, thanh loan đại đế lại là nam nhân, lăng hàn kinh hãi, chuyện thần thú phục sinh lại có thể thay đổi giới tính. Hắn nói thầm trong lòng, sau đó lại bỏ chạy thục mạng. Xoát xoát xoát, hắn không ngừng dùng thanh trúc kiếm chém ra ngoài, kiếm khí tung hoành, cho dù thế nào cũng có thể ngăn cản thanh loan đại đế một chút nhưng mà đại đế và chuẩn đế không phải cùng một cấp độ lăng hàn có thể chém giết chân long đại đế nhưng ở trước mặt thanh loan đại đế hắn còn không chịu nổi một kích đế binh công kích thì như thế nào thanh loan đại đế chỉ là tùy ý phát động một cái cánh đã đánh nát tất cả kiếm khí hắn e ngại kiếm khí cực nhỏ còn tốt chính là lăng hàn cũng có chiến lược chuẩn đế tốc cho nên tốc độ của hắn cũng tăng lên rất lớn cho dù bị thanh loan đại đế đuổi tới gần cũng cần mất một đoạn thời gian mới theo kịp oanh đúng lúc này thiên địa phong bạo lại xuất hiện một đạo hỏa diễm phun ra ngoài và hóa thành con suối sau đó bao phủ khắp bốn phương tám hướng đúng dịp chính là hỏa diễm vừa vặn ngăn cản ở giữa lang hàn cùng thanh loan đại đế bởi vậy hỏa diễm vừa xuất hiện đã hóa thành bức tường lửa cũng ngăn cách vị trí giữa lang hàn và thanh loan đại đế mạnh như đại đế đối mặt với thiên địa phong bạo cũng chỉ có thể dừng bước và lui lại bằng không sẽ phải chết lang hàn cũng không dám thở phào nhẹ nhõm ngọn lửa cuồng bạo đang đuổi theo sau lưng hắn hắn chỉ cần chậm một bước là bị đuổi kịp, bảo đảm chuẩn đế cũng bị đốt thành cho bụi. Hắn liều mạng bỏ chạy, tốc độ của hỏa diễm cũng không có chậm hơn hắn, nó vẫn theo sát phía sau lưng hắn. Tiểu hàn tử, nhanh chạy đi, lông của cậu ra sắp bị đốt hết rồi. Đại hát cầu đang kêu la thảm thiết, lang hàn cũng cảm giác nóng bức, cho dù hỏa diễm còn vẫn chưa đốt tới nhưng hắn vẫn cảm giác thống khổ khó có thể nói thành lời. Hắn phi nước đại, sau khi chạy 5 ngày 5 đêm, rốt cuộc hỏa diễm phía sau mới không hề truy kích hắn, nó đã đốt tới phạm vi cực hạt hỏa diễm sung thiên cực kỳ đáng sợ lăng hàn nhìn thoáng qua hắn quay đầu nhìn lại nguy cơ giải trừ mọi người cũng gấp rút lên đường cho dù đám người mặc tử vân đã khôi phục tu vi cũng không dám vọng động không thấy thi thể chân long trong tay lăng hàn hay sao không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời đi mấy tháng sau bọn họ ra khỏi vực sâu nguyên thủy đi tới tứ nguyên tinh ba vị chuẩn đế không có mặt rất bình thường bọn họ đi kết nạp các đế tộc khác vừa đi vừa về cũng mất ít nhất 400 năm, tính toán thời gian dựa theo vực sâu nguyên thủy chính là 4 vạn năm. Vẫn còn sớm, nhưng mà, đám người hổ nữ, nữ hoàng cũng đã đi tới vực sâu nguyên thủy nhưng cũng trở về rất nhanh. Ăn thịt, lúc nhìn thấy thi thể chân long, đôi mắt của hổ nữ tỏa sáng và nước miếng chảy dài. Ha ha, đêm nay ăn thịt rồng, lang hàn vung tay lên, hắn đưa ra quyết định, tất cả mọi người đều gieo hò, đây chính là thịt chân long. Hơn nữa đây là cấp bậc chuẩn đế, có thể nói đây là đại bổ. Tiểu Thanh Long, tại sao không có người nào hỏi ý kiến của nó? Chương 5222, cầu cứu. Lăng Hàn dự lưu cho ba vị đa gia Phật một bộ phận thịt rồng, còn lại bắt đầu xử lý sạch sẽ. Thịt chân long, cho dù hiện tại cũng chỉ là chuẩn đế nhưng vẫn tỏa ra đế uy làm thánh nhân không thể tới gần. Chỉ có thể do Lăng Hàn đến, rửa ngâm thịt rồng uy áp đế cấp bên trong, vật chất có hại, chỉ còn lại năng lượng thuần túy mà thôi. Cho nên nấu nướng cực chậm, muốn nấu thịt chuẩn đế khó khăn cỡ nào. Còn bởi vì đầu chân long này có tiếng không có miếng, nhục thân cũng không tính là cường hoành như thế nào, nếu không đổi thành chân long thời kỳ viễn cổ, có khả năng chuẩn đế cũng không cắt được thân thể của người ta. Nhưng mà thịt rồng còn chưa đan sôi, đột nhiên hắn phát hiện trong vực sâu nguyên thủy tỏa ra khí tức đáng sợ. Thanh loan đại đế, trụ yếm đại đế, đăng xa đại đế. Tám tên đại đế thủ vệ phòng tuyến đầu tiên đều xuất hiện. Trận thế này, có thể nói là dọa người. Tám tên đại đế, cho dù không sánh bằng nhóm thần thú đầu tiên năm xưa, từ số lượng bảo đảm các tuyệt địa chi chủ nhìn thấy cũng quay đầu bỏ chạy, sẽ không dám liều mạng. Lăng Hàn không còn tâm tư tránh né, hắn tranh thủ thu ba viên tinh cầu vào trong cơ thể, sau đó hắn nấp vào hư không, tránh né đại đế lục soát. Bảo hắn đánh nhau với đại đế, hắn hiện tại khẳng định không phải là đối thủ, nhưng mà, chỉ cần trốn thoát đại đế dò xét thì không thành vấn đề. Tám tên đại đế phân tán ra và tìm tòi trong hư không, nhưng cho dù đại đế nắm giữ năng lực thông thiên triệt địa, bọn họ muốn tìm Lăng Hàn trong tinh không lớn như thế, đây là việc gần như không thể nào. Lăng Hàn yên tĩnh chờ đợi, sau mười mấy ngày, hắn bước ra khỏi hư không, cũng thả ba viên tinh cầu ra ngoài. Tiếp tục, Lăng Hàn lại làm đầu bếp, sau đó một tháng, thịt rồng cũng nấu xong. Ăn, chỉ cần đạt tới thánh cấp, người người đều có phần, thịt rồng chuẩn đế chính là vật đại bổ. Nhưng mà, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể ăn được một ngụm nhỏ toàn thân đã tỏa ra hào quang giống như sắp phi thăng hóa đạo chỉ có lăng hàn mới không quan tâm hắn không ngừng ăn từng miếng lớn sau khi ăn xong mọi người bắt đầu ngồi xuống tu luyện thịt chuẩn đế trong lịch sử có mấy người được ăn ong 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 hào quang rực rỡ không ngừng sinh ra trong cơ thể mọi người điều này cũng đại biểu bọn họ thu được đột phá lăng hàn cũng có tiến bộ rõ rệt hắn đã chạm tới bình cảnh hắn đang ở cấp độ thánh nhân tam tinh hắn đã dùng nạp quá nhiều quy tắc cũng gần như đạt tới cực hạn, cho nên, cho dù vẫn còn vật chất thủy nguyên, hắn cũng không có khả năng không làm thân thể tịch diệt để thu được càng nhiều quy tắc hơn nữa. Lần này đột phá như nước chảy thành sông, Lăng Hàn bắt đầu đột phá, thời gian rất dài, qua nửa năm sau, hắn mới thành công làm thân thể lại tịch diệt một bộ phận, bước vào cấp độ tứ tinh. 75 đạo quy tắc, Lăng Hàn tin tưởng, thực lực của hắn hiện tại có thể đánh với tiền dưỡng hạo, hạ hậu bình, lúc đạt tới 80 đạo quy tắc, hắn có thể đối đầu với đa gia Phật, khi hắn đạt tới 85 đạo quy tắc, thậm chí 90 đạo quy tắc, liền có thể khinh thường cấp độ chuẩn đế. Giống như hắn tìm ra biện pháp gia tăng tu vi lên nhanh chóng. Phải biết, bên trong vực sâu nguyên thủy, có thể còn có 35 đầu thần thú. Đáng tiếc, đây đều là đại đế, đánh không lại. Chờ chút, nếu như đại đế cũng có thể phục sinh, như vậy có phải cũng mang ý nghĩa, chân long đại đế sẽ lại xuất hiện. Vậy thì tốt, hắn có thể ăn thêm thịt rồng. Lăng Hàn đợi một chút thời gian, sau đó hắn lại lặng lẽ tiến vào vực sâu nguyên thủy. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn thu tất cả mọi người vào trong cơ thể. Hắn đi tới thành chân long, hắn dùng thần thức lục soát một lần, cũng không có phát hiện có dấu hiệu chân long đại đế tồn tại. Là bởi vì thời gian quá ngắn nên đại đế này còn chưa phục sinh, hay bởi vì sợ biến thành thịt cừu lần nữa, cho nên dứt khoát không phục sinh ở nơi này. Lăng Hàn không biết đáp án, nhưng hắn cũng không có phát hiện môn đồ đại đế ra đời. Hắn không từ bỏ hắn tiềm phục ở trong thành, quan sát xem có dị dạng phát sinh hay không. Nhưng mà, qua vài năm sau, thần thú đại đế trở về, thanh loan đại đế cũng tỏa chấn tại nơi đây. Lăng Hàn không còn dám lưu lại nơi này, hắn lặng lẽ ra khỏi thành, rời khỏi vực sâu nguyên thủy. Hiện tại, còn muốn tiến vào vực sâu nguyên thủy trong tìm kiếm vật chất thủy nguyên cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tồn tại ở nơi này đã để mắt tới hắn, trước đó có tám thần thú đại đế cùng xuất hiện để tìm kiếm hắn, hiện tại càng có thanh loan đại đế tỏa chấn, cho nên hắn kiêng rẻ không thôi. Chờ chút, đột nhiên lăng hàn sững sờ, những thần thú đại đế tỏa chấn ở đây, sẽ không phải vì chặn đường hắn chứ. Nếu không, chỉ vì đào quáng, cần xuất động đại đế hay sao? Hắn thân có thánh hỏa, năng lượng hủy diệt, đại đạo quang là các nguyên tố trong vực sâu nguyên thủy, cho nên, những đại đế này rất kiêng kỵ hắn, không muốn cho hắn vượt qua trở ngại trùng điệp tụ hợp với đám người vô nhai đại đế. Nghĩ như vậy, 36 tôn thần thú đại đế tỏa chấn con đường thông tới hạch tâm vực sâu nguyên thủy hạch cũng có thể giải thích rõ ràng. T. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ tại hạch tâm vực sâu nguyên thủy còn có càng nhiều thần thú đại đế hay sao? Ở thời kỳ viễn cổ, số lượng thần thú cũng không chỉ có 36 con. Lang Hàn nhe răng, thật vất vả giải quyết một đầu chân long đại đế, nhưng vì sao tình thế càng nghiêm trọng hơn thế này? Tạm thời không thể đi vực sâu nguyên thủy, hắn lầm bẩm nói, những đại đế kia khẳng định đang tìm ta khắp nơi, Khốn kiếp, bên ngoài vẫn còn 12 tuyệt địa chi chủ, tại sao ta có cảm giác mình như chuột chạy qua đường thế này? Hắn tỉnh lại, chính mình không có làm ra chuyện tội ác tay trời gì, tại sao lại rơi vào thảm trạng như thế? Tiểu Hàn Tử, vừa mới nhận được tin tức, đại hắc cầu chạy tới. Trong những đế tử xa đoạ kia xuất hiện vài chuyển đế, bây giờ đang công phạt các đế tộc bỏ trốn, những đế tộc kia đều tràn ngập nguy hiểm, cũng đang cầu cứu chúng ta. Mặc dù không có tinh võng, nhưng mà thông qua trình tự mệnh bài vỡ vụn, tứ nguyên tinh vẫn có thể liên lạc với các đế tộc. Tốt, xuất binh đi cứu. Đôi mắt lang hàn phát sáng, hắn vừa mới nắm giữ chiến lược chuẩn đế, hắn đang muốn thể hiện thân thủ. Nhưng mà, chờ chúng ta chạy tới nơi, chỉ ít cũng cần thời gian 200 năm, có lẽ khi đó hoa cúc cũng vàng rồi. Đại hắc cầu lắc đầu, lang hàn cười một tiếng. Trước đó không có cách nào nào, nhưng bây giờ ta lại có thể bố trí một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận pháp. Xa như vậy cũng được, đại hắc cầu khiếp sợ nói. Lăng Hàn gật đầu, chuyện này cần thử qua mới biết, trước đó không có cách nào, đó là bởi vì hắn chỉ có chiến lược thánh cấp, nhưng bây giờ đã khác, chiến lược của hắn đã bước vào cấp bậc chuyển đế, càng mấu chốt chính là, trong tay hắn có thật nhiều bạch ngân chiến giáp, chỉ cần hủy chúng để làm trận cơ, có lẽ có thể chịu được phụ tải siêu viễn cự ly truyền tống. Trường 5223, Đế Trận Thủng Lăng Hàn bắt đầu tạo dựng truyền tống trận, thứ này không phải truyền tống trận bình thường nhưng không khác nhau là bao nhiêu, nhưng mà, nguyên nhân vượt qua khoảng cách quá xa xôi, tự nhiên sẽ có hao tổn và yêu cầu vật liệu siêu cao. Người xem, chuẩn đế muốn tới nơi này nhanh chóng cũng cần tiêu hao đế nguyên, có thể thấy được thế giới này lớn cỡ nào. Át chủ bài của Lăng Hàn chính là những bạch ngân chiến giáp kia, trong đó có vật chất thủy nguyên, mặc dù vô cùng ít ỏi nhưng dùng để tạo dựng truyền tống trận vẫn có khả năng thành công. Hắn vừa xây dựng vừa liên hệ đối ứng với đế tộc, cũng bố trí tử trận ở nơi của bọn họ. Tử ở đây là con trong mẹ con, đương nhiên đế tộc không có vật chất thủy nguyên nhưng không có quan hệ bên nào truyền tống bên nào sẽ tiêu hao đầu to cho nên lăng hàn chỉ cần mang theo đầy đủ vật liệu đến đế tộc lại dựng một cái trận pháp là được mấu chốt là hắn có thể truyền tống khắp nơi hay không chỉ một ngày mà thôi lăng hàn đã xây dựng xong truyền tống trận thông qua mệnh bài liên hệ một truyền tống trận khác cũng tạo dựng xong tốt xuất phát nguyên nhân không biết có thể thành công hay không lần thứ nhất xuất động chỉ có thể do một mình lăng hàn hoàn thành Chờ hắn thông qua bình yên sẽ liên hệ với bọn họ. Đương nhiên, người tới càng ít càng tốt, vượt qua tinh vực xa xôi như thế, tiêu hao quá lớn, tài liệu trong tay Lăng Hàn sẽ không đủ dùng. Nguyên nhân là vì quan hệ thân sơ xa gần, Lăng Hàn lựa chọn trạm đầu tiên là Đông Lâm Tinh. Ông, truyền tống bắt đầu, Bạch Ngân chiến giáp chế thành trận cơ tỏa ra hào quang kinh người, sau đó Lăng Hàn biến mất không thấy. Hắn xuyên qua hư không với tốc độ siêu nhanh, không qua bao lâu đường hầm không gian nổ tung, thân thể Lăng Hàn bay ra ngoài. Oanh, năng lượng cuồng bạo phun trào cực kỳ đáng sợ. Còn tốt, hắn hiện tại có chiến lược chuẩn đế, hắn chỉ gặp phiền phức mà thôi, cũng không thể làm hắn bị thương. Trung quanh Lăng Hàn là thế giới tăm tối, nhưng cũng không phải là trống rỗng, mà là có thật nhiều tinh cầu nhưng đều biến thành tối tăm. Hắn tươi cười, mặc dù truyền tống thất bại nhưng hắn cũng tới vũ trụ trung tâm, từ nơi này có thể dễ dàng tới các đế tộc khác, đây chỉ là chuyện vài bước chân mà thôi. Thần thức tỏa ra, Lăng Hàn bắt đầu định vị, một bên khác. Đông Lâm Tinh, Bang, bọn họ tạo dựng tốt truyền tống trận, đây là tử trận, nó có hiệu quả định vị, bọn họ đang tràn đầy chờ mong, Lăng Hàn cùng ba vị chuẩn đế cùng lúc xuất hiện, tiêu trừ tai họa to lớn, nhưng đột nhiên tử trận nổ tung. Xong, trong gia tộc, sắc mặt mấy vị thánh nhân, tôn giả đều rất khó coi. Đây là thành viên hạch tâm của trì gia, bây giờ có hai thánh nhân, 11 tôn giả. Lão Tổ Tông, vậy phải làm sao bây giờ? Một tên tôn giả hỏi trì Thái Minh, hắn tên là trì Tuyên, hết sức trẻ tuổi, hắn chỉ lớn hơn Trì Mộng Hàm mấy ngàn tuổi, trước đó là đế tử Trì Gia, có điều khi Trì Mộng Hàm đột nhiên xuất hiện, hào quang của hắn cũng ảm đạm đi nhiều. Nhưng mà, hiện tại Trì Mộng Hàm đã xuất giá, địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên, lại trở thành người thừa kế trọng yếu của Trì Gia. Đa gia Phật không có khả năng chạy tới, Trì Tuyên nói thêm, không bằng, chúng ta đầu hàng đi, Trì Thái Minh nhíu mày, hắn không vui nói. Chúng ta chính là hậu duệ tổ vương, năm đó lão tổ tông bá chủ một thời đại, trấn áp âm phủ yêu ma quỷ quái hiện tại chúng ta đầu hàng đám yêu ma quỷ quái này sao hư người bảo lão phu sau khi chết sẽ đi gặp lão tổ tông như thế nào trì tuyên nói thầm trong lòng lão tổ tông đã hóa đạo linh hồn kết hợp cùng thiên địa cho dù chết cũng không có khả năng gặp được nhưng hắn không dám nói ra lời này nhưng mà lão tổ tông binh lâm dưới thành nếu chúng ta tử chiến vô cùng có khả năng diệt tộc lại có một tôn giả khuyên nhủ hắn tên là trí tây nhạc tuổi tác còn lớn hơn Dâu rìa dài không kém gì chỉ thái minh Chỉ thái minh không hề bị lay động Nói Nhà đầu mộng hàm đang ở bên cạnh lăng hàn Lão phu đã phát tin tức Nếu toàn bộ chỉ ra chết trận Vậy con trai của bọn họ sẽ mang họ trì, Ngược lại đế binh không có khả năng bị đoạt đi Ngày sau nhà đầu mộng hàm sẽ thao túng bí pháp truyền tống Chỉ ra ta vẫn có thể bắt đầu như cũ Chỉ tuyên Chỉ tây nhạc và các phe phái muốn đầu hàng cao mày Bọn họ cũng không muốn chết Lão tổ tông Đế binh chân quý cỡ nào nếu toàn bộ chỉ ra chúng ta chết trận, khó tránh khỏi việc Lăng Hàn sẽ yêu cầu mộng hàm giao bí pháp thao túng đế binh ra, nhân cơ hội cướp đoạt đế binh. Bọn họ tiếp tục khuyên nhủ, hư, các người có nhiều tinh lực nói chuyện như vậy, không bằng giữ lại dùng để chiến đấu. Ngữ khí của chỉ thái minh rất nặng, cho thấy lão gia tử đã rất phẫn nộ. Nếu không phải hai người này là hậu duệ của hắn, nói không chừng hắn sẽ chụp chết. Thánh nhân cửu tinh nói một lời, đây chính là ý chí thiên địa, làm gì tới phiên ngươi nói nhảm. Oanh, Lúc này, trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ lớn, toàn bộ mặt đất đang run rẩy không thôi. "Trì ra, còn không mau mau đầu hàng." Một giọng nói vang lên, không cần suy nghĩ cũng có thể nghe thấy đây là lời của Thích Cương. Bên ngoài đế trận, Thích Cương đứng phía sau 12 vị Khô Lâu Thánh binh, hắn còn thao túng đế binh hàng ma sử không ngừng oanh kích đế trận. Hắn, đã là chuẩn đế, chuẩn đế tăng thêm đế binh, đội hình này rất dọa người, hơn nữa 12 vị Khô Lâu Thánh binh vô cùng cường hoành, xông vào đế trận đế trận chỉ có thể ngăn cản, không thể phá hỏng bọn chúng, sẽ ảnh hưởng rất nhiều uy năng, dẫn đến thích cương có thể không ngừng suy yếu đế trận, đế trận bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng không suốt ruột, như thế mới có khoái cảm mèo vần chuột. Hắn làm người khí lượng hẹp hòi, cho nên, một khi thành tựu chuẩn đế, hắn trực tiếp đánh tới đông lâm đế tộc, muốn bắt người đông lâm đế tộc để uy hiếp và trêu đùa lăng hàn. Oanh, 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 ở hàng ma sử không ngừng oanh kích, trận pháp sắp sụp đổ. Mặc dù đế binh không thể đánh phá đế trận, nhưng đó là tình huống lúc bình thường, hiện tại có thêm một chuẩn đế, 12 khô lâu thánh binh, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Bang, sau khi đạt tới cực hạn, đế trận cũng vỡ vụn. Ha ha ha, thích cương cười to, tay cầm hàng ma sử, hắn nhanh chân tiến vào tổ địa của trì gia. Trong thiên hạ, còn ai có thể ngăn cản hắn, nghịch tử trì gia, còn không mau cúi đầu nhận tội. Hắn bộc phát đế uy làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ba, 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 Vô số người đều quỳ xuống, cũng không phải thật muốn đầu hàng, mà là gánh không được đế uy. Chuẩn đế cũng là đế, thích đại nhân, chúng ta đại biểu trì ra, nguyện ý quy hàng ngài. Trì Tuyên và Trì Tây Nhạc lập tức lớn tiếng kêu lên. Trong tình huống hiện tại, bọn họ không đầu hàng, thích cương có khả năng tiêu diệt tất cả bọn họ. Phản đồ, Trì Thái Minh hừ một tiếng, trong hai mắt bắn ra hàn quang. Dạng tộc nhân này, không cần cũng được, chương 5224, chuẩn đế thích cương chị phi hoành lập tức xuất thủ bắt lấy chị tuyên chị tây nhạc cách cải thiện yếu sinh lý yếu sinh lý không còn là nỗi lo nhưng hắn là thánh nhân hắn vừa ra tay chị tuyên chị tây nhạc làm sao có thể chống đỡ trốn chốn tránh nhưng mà hắn vừa vung tay lên lại không thể đánh xuống thích cương cười khinh miệt xuất thủ trước mặt bản đế ai cho ngươi dũng khí như vậy chị phi hoành đổ mồ hôi lạnh mặc dù bàn tay do một sợi quy tắc tạo thành cũng không phải là tứ chi của hắn nhưng bàn tay bị áp chế, hắn không cách nào thu về hay chặt đứt. Nếu thật sự bị chặt đứt, thần hồn của hắn sẽ trọng thương. Hừ, Trì Thái Minh chỉ trơ mắt nhìn, đứt, thích cương nói một câu, bành, lại thấy bàn tay của Trì Phi Hoành đã vỡ nát, nhưng cũng không có vết máu, mà là năng lượng vô cùng thuần túy, sau đó năng lượng quay về thiên địa. Hắn là chuẩn đế, lại nói, dù hắn không thành chuẩn đế, với tư chất đệ tử thân truyền của đại đế như hắn, thời điểm hắn là thánh nhân lục tinh cũng có thể ngang hàng với chỉ thái minh là thánh nhân cửu tinh lâu năm. Cho nên, trong mắt hắn, chi ra chỉ có hai chỗ dựa, đế trận, đế binh. Hiện tại đế trận đã bị phá giải, đế binh cũng bị đế binh của hắn triệt tiêu. Như vậy, người đấu với người, có ai là đối thủ của hắn? Chỉ thái minh hít sâu một hơi, hắn cố gắng đứng lên. Già mà không chết là tặc, thích cương cười nhạo, hắn rất thích đùa cờ kẻ yếu hơn mình. Thời điểm bản đế năm đó quét ngang thiên hạ, người còn không biết ở chỗ nào. Hiện tại còn dám múa đao lộng thương trước mặt bản đế, thật không biết người lấy dũng khí ở nơi nào. Hắn điểm ra một chỉ, âm, um, bành, chỉ Thái Minh lại bị đánh lui, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn trêu đùa, nếu không một kích của chuẩn đế không phải thánh nhân cửu tinh có thể ngăn cản. Chỉ Thái Minh hét lớn một tiếng, ông, huyền băng phiên tự động bay lên, bởi vì nguy hiểm đã tới đỉnh đầu của hắn. Đế binh, nhìn thấy đế binh, rốt cục thích cương cũng lộ ra vẻ cẩn thận, dù hắn hiện tại là chuẩn đế, nhưng nếu hắn ngạnh kháng đế binh, hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Nhưng mà, hắn cũng có đế binh, còn gì phải sợ. Ông, hàng ma sử tỏa ra hào quang, đế uy sôi trào như nước, chuyện này cũng bởi vì thích cương đã mạnh hơn trước quá nhiều. Đế binh đấu đế binh, triệt tiêu lẫn nhau, nhưng thích cương vẫn vô địch như cũ, huống chi hắn còn mang theo 12 khô lâu thánh binh, mỗi một con đều làm cho thánh nhân tuyệt vọng. Thích đại nhân, chúng ta đầu hàng. Trì Tuyên và Trì Tây Nhạc lập tức chạy về phía Thích Cương. Tốt, Thích Cương tươi cười, hủy diệt một thế lực quá dễ dàng, làm cho đối phương nội loạn mà tự giết lẫn nhau mới thú vị. Hắn dốc hết sức chân áp, Trì Thái Minh không phải đối thủ của hắn, bị hắn oanh kích phun máu liên tục. Lão Tổ, người Trì ra đều kêu lên, từng người bi phẫn không thôi. Bọn họ chính là đế tộc, nhưng thánh nhân cửu tinh mang theo đế binh xuất kích vẫn bị người ta đánh thổ huyết, bọn họ cảm nhận được phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Đây là thế đạo gì, thích cương người đắc ý không được bao lâu chờ lăng hàn tu thành chuẩn đế các ngươi sẽ bị quét ngang chỉ phi hoành lớn tiếng kêu lên lăng hàn lại là lăng hàn thích cương động sát ý trong lòng của hắn lăng hàn chính là cái tên cấm kỵ nhưng hắn là thân đồ đại đế hắn lại bị lăng hàn đánh bại thậm chí vị hôn thê của hắn đều có một chân với lăng hàn trên đầu của hắn mọc rất nhiều cỏ xanh hắn hử lạnh một tiếng ở trước mặt bản đế lăng hàn tính là cái gì không bao lâu nữa bản đế sẽ mang đầu của các ngươi tới trước mặt hắn, ta không biết hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Bang, bang, hắn xuất thủ, chỉ hai kích mà thôi, chỉ phi hoành cùng chỉ thái minh bị hắn đánh bay, bọn họ phun máu tươi liên tục. Đó là do hắn cố ý hạ thủ lưu tình, bằng không hai người sẽ bị miểu sát. Cũng không phải hắn động thiện tâm, mà là hắn muốn từ từ hành hạ hai người này tới chết. Khoan hãy nói, đùa giỡn thánh nhân trong lòng bàn tay, cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng, ánh mắt ảm đạm của đối phương Thích Cương có cảm giác rất sảng khoái. Bành, bành, Thích Cương không dự định dừng tay, hắn không ngừng giày xéo chỉ Phi Hoành cùng Trì Thái Minh, hắn muốn giày vò hai người tới chết. Thật quá mức, người chỉ ra vẫn còn huyết tinh đều bộc phát chiến ý, cùng lắm thì chết, bọn họ chính là đông lâm đế tộc, cho dù chết trận cũng không làm nô tài. Giết, những người này lao tới nhưng bị một chỉ của Thích Cương đánh bay, chết thì chết, bay thì bay. Thích Cương, muội phu của ta sẽ làm thịt ngươi, chỉ đáo phun máu nói ra, hắn bị một chỉ phá thủng bụng máu tươi bắn ra tung tóe thích cương cười một tiếng nghe nói muội muội của ngươi chính là một trong thập đại mỹ nhân hắc hắc bản đế không ngại thu tới bên người làm một tỷ nữ hắn vươn tay bắt lấy chỉ đáo ở chỗ này hắn có thể muốn làm gì thì làm không ai có thể ngăn cản hắn được thu hồi tay bẩn thỉu của ngươi đi một giọng nói vang lên hả thích cương hơi sững sờ tại sao giọng nói này quen thuộc như vậy đương nhiên hắn không nghe theo đường đường chuẩn đế, cho dù đối mặt với đại đế cũng có quyền lên tiếng nhất định. Bàn tay hắn siết lại muốn bắt lấy chỉ đáo, đột nhiên hắn phát hiện bàn tay không thể siết lại. Đây không phải là bàn tay thật sự, mà là niệm lực biến thành, nhưng một ý niệm của chuẩn đế có thể phá hủy tinh cầu dễ dàng, tại sao hắn không thể siết tay lại? T. Là ai ra tay? Các hạ là ai? Thích cương từ tốn nói. Chẳng lẽ là đạo hữu trong vực sâu nguyên thủy sao? Đại đế nhà ta nói, mọi người nước giếng không phạm nước sông, nếu không, 12 vị đại đế không ngại liên thủ suốt kích xiết vực sâu nguyên thủy máu chảy thành sông. Câu này thể hiện bá khí của tuyệt địa chi chủ. Trong mắt bọn họ, 36 thần thú không đáng kể chút nào, chỉ là chuyện đi một chuyến mà thôi, 12 đế liên thủ có thể tùy tiện dẹp yên. Cho nên, bọn họ có mưu đồ của bọn họ, vực sâu nguyên thủy tốt nhất đừng nhúng tay vào, bằng không sẽ tự chịu diệt phong. Ha ha, người muốn gặp ta, giọng nói kia vang lên, không nên giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho bản đế thích cương quát lớn, nếu ngươi vội vã gặp ta như thế, vậy thì như ngươi mong muốn. Một bóng người phá trời bay ra, bành, hắn đứng trên mặt đất, dáng người thon gầy, áo xanh bồng bềnh. Lăng, lăng hàn, người chỉ ra sôi trào, cứu tinh đến rồi, nhưng mà, những cường giả như chỉ phi hoành, chỉ thái minh nhíu mày, lăng hàn mạnh hơn nữa cũng chỉ là thánh nhân, làm sao có thể đối kháng chuẩn đế. Thích cương đầu tiên là giật mình, sau đó là cười lạnh. Xưa đâu bằng nay. Trước đó hắn thật sự không đánh lại Lăng Hàn, đối phương có danh hào đệ nhất thánh nhân mạnh nhất lịch sử không phải khoác lác mà ra. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng không phải thánh nhân, mà là chuẩn đế. chương năm 1225, một quyền đổ máu. Đa gia Phật, tiền dưỡng hạo đâu? Thích Cương hỏi, đây mới là đối thủ của hắn. Lăng Hàn, không xứng, Lăng Hàn lắc đầu, cười nói, thu thập loại rác rưởi như ngươi, còn cần mấy vị tiền bối kia sao? Ngươi khẩu khí thật lớn, Thích Cương đã tức giận, Ta chính là chuẩn đế, chuẩn đế, lang hàn lắc đầu, tại sao tức giận như thế, tâm tính quá thấp, thế mà cũng có thể thành tựu chuẩn đế. Hắn phát động nhãn thuật quan sát thích cương, chỉ thấy trong cơ thể thích cương có 8 khu vực tịch diệt như chết, nhưng có một bộ phận lại vô cùng sôi nổi, cũng tự thành một thể, từ đó hắn không thể dò ngó chân thực. Chuẩn đế quá ít, cho nên, chuẩn đế không có phân chia cảnh giới, nhưng trên thực tế, chuẩn đế cũng có mạnh yếu. Thánh nhân tu luyện chính là từng bước làm thân thể tịch diệt dùng đồng hóa cùng thiên địa, dung nạp càng nhiều quy tắc, mà chuẩn đế thì ngược lại. Nghĩ thành đế, cần tự thành một thể, độc lập với thiên địa. Cho nên, chuẩn đế tu luyện chính là nghịch chuyển tịch diệt cảnh, từng bước thức tỉnh bộ phận tịch diệt trong cơ thể, nhưng không phải thức tỉnh đơn giản, mà là tự thành một thể. Lúc nào thức tỉnh toàn bộ chín bộ phận tịch diệt, như vậy, chuẩn đế đạt tới đỉnh phong, có thể chân chính xung kích đế vị. Mỗi khi thức tỉnh một bộ phận, thực lực sẽ chênh lệch rất lớn cho nên chuẩn đế mới có thể mang theo một chữ đế, nghiền ép tất cả thánh nhân. Thích cương hiện tại thức tình một bộ phận thân thể, nói rõ hắn chỉ mới bước ra cửa đầu tiên của chuẩn đế, nói hình tượng một chút, hắn là chuẩn đế nhất tinh, mà cực hạn là cửu tinh. Nhưng đối với yêu nghiệt nào đó, việc này không đáng kể chút nào. Chỉ cần cho lăng hàn đủ nhiều vật chất thủy nguyên, hắn hoàn toàn có thể tịch diệt 4 tới 5 lần, sau đó tu ra 99 đạo quy tắc bát tinh, như vậy hắn có thể trực tiếp thức tỉnh thân thể, thành tựu chuẩn đế. Bởi vì hắn chỉ tịch diệt 4 lần, 5 lần, thời điểm ở chuẩn đế chỉ cần thức tỉnh 4 năm lần là có thể đạt tới chuẩn đế đỉnh phong. Mặc dù hắn đi con đường ngắn nhưng không hề nghi ngờ, hắn sẽ mạnh hơn. Đương nhiên, cho dù thánh nhân có được vật chất thủy nguyên, trong điều kiện tiên quyết không tịch diệt thân thể 9 lần, thân thể dung nạp quy tắc tới cực hạn, như vậy giai đoạn chuẩn đế cũng sẽ càng nhanh đạt tới đỉnh. Đây chính là tác dụng của vật chất thủy nguyên, dệt hoa trên gấm, cường giả càng mạnh. Thích cương giận dữ, hắn hiện tại chính là chuẩn đế, người còn dám xem thường ta như thế. Lăng Hàn, tới rất đúng lúc, người tự mình đưa tới cửa. Hắn kiêng kỵ người như đa gia Phật, dù sao đó là chuẩn đế uy tín lâu năm, thực lực khẳng định trên hắn. Nhưng Lăng Hàn, thánh nhân mạnh nhất thì như thế nào, có thể so sánh với chuẩn đế sao? Hắn lại phất tay bắt lấy Lăng Hàn, dù đa gia Phật đứng gần đó thì sao, 12 khô lâu thánh binh đủ để ngăn cản đối phương, hắn có thời gian rút lui. Hừ, hắn sẽ giày vò lăng hàn dám cho hắn đội nón xanh oanh chuẩn đế xuất thủ kinh người cỡ nào một bàn tay bao phủ thiên địa đế uy bộc phát đám người chỉ thái minh đang chờ mong đa gia phật tiền dưỡng hạo vị nào sẽ tới nhưng mà thích cương công kích đã tới gần vì sao chuẩn đế chưa xuất thủ chuyện này xảy ra chuyện gì đúng lúc này lăng hàn cười một tiếng hắn tùy ý một quyền đánh về phía thích cương banh một quyền qua đi bàn tay của thích cương vỡ nát nhưng mà một quyền của lăng hàn không biến mất và đánh về phía thích cương cái gì tất cả mọi người cả kinh ra đầu tê dại tại sao lại như thế thánh nhân đấu chuẩn đế chẳng những không bị miểu sát còn chiếm thượng phong mẹ nó thích cương rung động nhưng công kích đánh tới hắn theo bản năng lui lại nhưng mà lúc trước hắn dùng thần niệm hóa bàn tay bắt lấy chỉ đáo bàn tay bị giam cầm chưa thu hồi hiện tại hắn rút đi chẳng khác gì tráng sĩ chặt tay trực tiếp cắt đứt một ít thần niệm nhỏ bé mặc dù ít ỏi cũng làm hắn đau đớn một hồi, trong mũi chảy máu tươi. Chuyện này càng làm mọi người khiếp sợ, một kích đánh chuẩn đế đổ máu, châu bò tới mức đáng sợ. Thích cương cao mày, hắn hoảng sợ nói, ngươi ngươi ngươi, chẳng lẽ ngươi đã đột phá chuẩn đế rồi? Nếu không, tại sao có thể dùng một kích đánh hắn lui lại? Lăng Hàn nghiêm túc nói, ngươi cũng không cần ăn nói lung tung, ta là thánh nhân hàng thật giá thật. Nếu hắn là chuẩn đế, hắn đã dám xông vào vực sâu nguyên thủy đại sát một mạch, hoặc sẽ khai chiến với tuyệt địa chi chủ, làm gì có thời gian chơi với tôm tép nhãi nhép như Thích Cương. Đúng rồi, người cũng quá để ý mình. Lăng Hàn nói thẳng, Thích Cương suýt nữa tức điên, hắn là chuẩn đế. Chuẩn đế, mang một chữ đế, nắm giữ thực lực quét ngang thiên hạ, thế mà bị Lăng Hàn xem thường. Ách, người ta đánh một quyền bức hắn lui lại, Lăng Hàn thật sự có tư cách xem thường. Thích Cương tức giận toàn thân phát run, nói, không có khả năng, nếu ngươi là thánh nhân, làm sao có thể đánh lui ta. Cho dù Lăng Hàn có danh hào đệ nhất thánh nhân mạnh nhất lịch sử, nhưng mà, mạnh hơn nữa cũng không thể ngang hàng chuẩn đế, đây là thiết luật. Lăng Hàn thở dài, mặc dù ta xem thường chứng minh với rác rưởi như ngươi, nhưng ai bảo ta là người tốt. Hắn bộc lộ thánh hỏa của mình ra ngoài, màu vàng, thánh nhân tứ tinh, già trẻ không gạt, làm sao có khả năng, thích cương trợn mắt hốc mồm, thánh hỏa đã hiện ra, có thể giả hay sao. Lăng Hàn thật sự là thánh nhân, trời ạ, à, tại sao có thánh nhân mạnh như vậy. Hơn nữa, nếu Lăng Hàn là thánh nhân cửu tinh, trong nội tâm thích cương còn tốt một chút, nhưng chỉ là thánh nhân tứ tinh, việc này đã kích hắn rất lớn. Đường đường chuẩn đế lại không bằng một tên thánh nhân tứ tinh. Hắn sẽ biến thành trò cười thiên cổ. Ta không tin, hắn lớn tiếng nói, người có tin hay không liên quan gì tới ta. Lăng Hàn thản nhiên nói, hơn nữa, người đã là người chết, ta càng không cần để ý cảm thụ của ngươi. Hừ, người còn muốn giết ta. Thích cương cười lạnh, hắn dần dần bình tĩnh lại, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ta thân là chuẩn đế, ngươi làm sao giữ được ta? Thử qua, chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn chủ động xuất khích. Oanh, hắn xuất ra một quyền mang theo 12 đạo hào quang. Không được, Thích Cương nói thầm trong lòng, hắn căn bản không kịp ngăn cản, 12 đạo lưu quang đã đánh vào người khô lâu thánh binh, bành bành bành, 12 binh khí chiến tranh bị đánh nổ. Lực phá hoại thật đáng sợ, mặc dù Thích Cương buồn bực nhưng phần nhiều là khiếp sợ hắn đã thành chuẩn đế, hắn xuất thủ toàn lực cũng không thể phá hư khô lâu thánh binh, đây là mấy trăm thánh khí tổ hợp tạo thành, khi chúng công kích sẽ chia bình quân ra khắp nơi, cho nên, trừ phi đại đế chân chính xuất thủ, nếu không đế binh, chuẩn đế đều không thể phá hư. Lăng Hàn Cường Đại có thể thấy được lốm đốm, hắn cảm thấy thất hồn lạc phách, hắn đã là chuẩn đế nhưng còn không bằng Lăng Hàn. Đáng chết, đáng chết, chương 5226, chuẩn đế liều mạng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thích cương cắn răng nghiến lợi nói, mạnh như thế thật nghịch thiên lý, nhìn xem lịch đại đại đế, có người nào ở thánh nhân có thể ngang hàng chuẩn đế. Không có, cho dù thành tựu thánh nhân cửu tinh cũng không cách nào làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại lại xuất hiện yêu nghiệt, hơn nữa còn đứng ở mặt đối lập. Đi, hắn không trần chờ, tuyệt đối không thích hợp liều mạng cùng lăng hàn, hắn cần mau chóng đi tìm giúp đỡ, tin tưởng chỉ cần có hai vị chuẩn đế liên thủ là có thể ngang hàng lăng hàn, mà bọn họ vẫn còn hai tấm vương bài. Tiên Thiên Kim Linh, tiểu Diệp Tử, Tiên Thiên Kim Linh trời sinh là chuẩn đế cửu tinh, hơn nữa bị 12 vị tuyệt địa chi chủ khống chế, bản thân lại là thiên hướng về sát phạt, chiến lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả ba người đa gia Phật Liên Thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng. Tiểu Diệp Tử là quái thai, cũng không biết hắn bỗng nhiên xuất hiện từ đâu, được 12 tuyệt địa chi chủ dụng tâm bồi dưỡng, tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người, thậm chí bước vào chuẩn đế còn sớm hơn cả hắn. Người này có thể thao túng thời gian võ giả cùng giai liên thủ cũng không thể ngăn cản được, hoặc biến thành giả yếu không chịu nổi, hoặc biến thành hài nhi. Cho dù hắn hiện tại trở thành chuẩn đế, hắn cũng phải toàn lực chống lại thời gian chảy của tiểu diệp tử, hắn làm sao có dư lực ngăn cản tiểu diệp tử tiến công. Hiện tại mới muốn chạy, lang hàn lắc đầu, đã muộn, bành, quả nhiên, thích cương vừa bước đi đã đụng vào cái gì đó. Hắn thình lình phát hiện, không gian bốn phía đã bị lang hàn giam cầm. T, đối phương đã tới từ sớm, sở dĩ không có lập tức hiện thân là vì bày ra cấm chế không cho hắn chạy trốn chuyện này tâm cơ thâm trầm kỳ thật cấm chế này cũng không phải cường đại cỡ nào hắn hoàn toàn có thể oanh phá nhưng mà chuyện này cần thời gian nhưng lang hàn sẽ cho hắn thời gian đánh vỡ cấm chế hay sao nếu như vậy đối phương cần phí tay chân bố trí cấm chế hay sao bỗng nhiên hắn xoay người lại hắn như con thú bị nhốt có thể được thu làm đệ nhất phật tử đương nhiên hắn cũng có chỗ hơn người nếu không cũng không có khả năng được A Hàm Phật xem trọng. Thân ở tuyệt cảnh, càng kích phát chiến ý của hắn. Đến, Lăng Hàn cười một tiếng, giết một kẻ không có ý chí chiến đấu là chuyện chẳng có gì thú vị. Nói thế nào đây cũng là đệ nhất đế tử, hẳn cũng nên liều mạng với mình mới đúng. Thích cương hét lớn một tiếng, hắn xông tới chém giết Lăng Hàn, hai tay chém ra một kích kinh thiên. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ rất dễ dàng, hắn thấy, thực lực thích cương cũng chỉ thu ra 65 đạo quy tắc, nhưng bây giờ, hắn đã nắm giữ 75 đạo quy tắc, tranh lệch lớn bao nhiêu. Lăng Hàn không cần vận dụng bất cứ tuyệt chiêu nào cũng có thể áp chế thích cương đến xít sao, làm cho đối phương không nhìn thấy một tia hy vọng lật bàn. Liều mạng, thích cương hét lớn một tiếng, oanh, hắn bộc phát uy thế đáng sợ hơn trước. Hắn đốt cháy đế nguyên, liều mạng, chuyện này càng làm chiến lực của hắn tăng lên rất lớn, vào thời khắc này, hắn giống như trừ đi chữ chuẩn, hắn hóa thân thành đại đế. Cho dù là đại đế yếu nhất, kể từ đó, Thích Cương chiếm cứ chủ động và áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn, người trung quy chỉ là thánh nhân, người không cách nào đốt cháy đế nguyên. Thích Cương nói, cho nên, người phạm vào một sai lầm to lớn, đó là ép ta tới tình trạng này. Nếu không, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, hắn cũng không lựa chọn thiêu đốt đế nguyên. Hắn vừa mới bước vào chuẩn đế, hắn có thể có bao nhiêu đế nguyên. Cho nên, sau khi dùng lần này, hắn sẽ rất ra khỏi cảnh giới chuẩn đế. Lăng Hàn không nói, hắn không có đón đỡ, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp. Bang, thích cương công kích đánh vào hỗn độn cực lôi tháp, bảo tháp chấn động run rẩy, nhưng mà nó không hề hỏng. Đây chính là mẫu kim, hơn nữa còn là nổi bật trong mẫu kim, nó đã được sáng tạo chi kim rèn luyện qua, cho nên gọi là đệ nhất mẫu kim cũng không đủ. Công kích kinh khủng như thế đương nhiên sẽ sinh ra sóng chấn động cường đại, cho dù là mẫu kim cũng không cách nào ngăn cách, nhưng mà, thể phách lăng hàn mạnh cỡ nào, dạng sóng chấn động này đánh tới, hắn có thể tiêu trừ dễ dàng. Lăng Hàn cười nói, xem ra, người giết không được ta. Thích cương cắn răng, hắn đã thiêu đốt đế nguyên nhưng không thể giải quyết đối thủ này. T, gia hỏa này là trời cao cố ý hạ xuống làm hắn tức chết hay sao? Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, thích cương đã xoay người lại, hắn không chút do dự phá tan cấm chế, hối hả rời đi. Hiện tại đi còn có thể bảo vệ một mạng, mặc dù về sau chiến lực của hắn đem rơi xuống chuẩn đế, sau này không có khả năng tìm lăng hàn báo thù, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị đánh chết a à, người mới vừa rồi tràn đầy tự tin, tại sao hiện tại bỏ chạy? Lăng Hàn cười nói, hắn phát động phượng rực thiên tường, hắn nhanh chóng truy đuổi đối phương. Oanh, thích cương xuất ra một trường, Lăng Hàn cũng không đón đỡ, hắn quay người tránh né và vận dụng sát khí sung kích. Úm, thích cương vận dụng lục tự minh vương chú đối kháng sát khí sung kích của Lăng Hàn. Đạt tới cảnh giới đế cấp, kỳ thật phó kỹ đã không trọng yếu, chỉ xem niệm lực của ai mạnh hơn, nắm giữ quy tắc càng nhiều, ai lực lượng mạnh hơn hai đạo niệm lực va chạm, thích cương kêu lên đầy đau đớn, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn hoảng sợ, cường độ thần hồn của lăng hàn còn trên cả hắn. trời ạ, à, thể phách, thần hồn, chiến lực, cái nào cũng mạnh tới mức biến thái, tại sao thiên địa lại cho phép kẻ này tồn tại? hắn không ngừng bỏ trốn, lại bị lăng hàn đuổi sát phía sau, căn bản không thể tránh thoát. sau khi đốt cháy đế nguyên, chiến lực của hắn tăng lên thật lớn, nhưng dù là các thiên thu thiêu đốt đế nguyên cũng bị tuyệt địa chi chủ oanh sát hơn nữa còn cách xa vô tận thể thấy được so sánh với đại đế chân chính đốt cháy đế nguyên cũng không có tác dụng quá lớn chuyện này đặt trên thân thích cương cũng giống như vậy hắn rất mạnh thậm chí có thể áp chế lăng hàn nhưng hắn không có khả năng thoát khỏi lăng hàn đuổi giết mấu chốt là đế nguyên không nhiều hắn có thể kiên trì bao lâu hắn chật vật không chịu nổi sau khi chạy một hồi lại đột nhiên quay người phóng về phía lăng hàn muốn giết lăng hàn không kịp đề phòng nhưng lăng hàn là ai kinh nghiệm chiến đấu của hắn mạnh cỡ nào. Thích cương công kích, hắn tránh né chính diện, thời điểm thích cương muốn chạy thì hắn dính sát vào, không cho đối phương có cơ hội thoát thân. Phải biết, sau khi hắn vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, lực phá hoại của hắn còn vượt qua cả đế binh, thích cương dám mặc hắn oanh kích mà bỏ chạy hay không. Qua vài phút, khí tức trên người thích cương rung động và hạ xuống. Đế nguyên đã đốt xong, lang hàn không nói gì, hắn cứ công kích từ từ. Hừ, thích cương cười lạnh, hắn xuất trường tấn công lăng hàn, khí thế lại tăng lên rất lớn. Đế nguyên của hắn cũng không có đốt cháy xong, vừa rồi hắn hắn cố ý giả vờ. Lăng hàn cũng cười một tiếng, chẳng lẽ hắn nhìn không ra sao? Ngây thơ, chương năm 1227, làm ra vẻ. Thích cương đánh ra vài chiêu, khí thế của hắn yếu xuống. Lần này, hắn thật sự đốt hết đế nguyên, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại hắn chỉ có chiến lược thánh nhân cửu tinh, hắn làm sao trở thành đối thủ của Lăng Hàn. Hơn nữa, cho dù Lăng Hàn đồng ý thả hắn, sau khi đốt hết đế nguyên, tương đương hắn đã dùng hết sinh mệnh, hắn còn sống được bao lâu. Nếu như hắn có thể thoát thân, như vậy với bản lĩnh của 12 tuyệt địa chi chủ, kéo dài tính mạng của hắn không thành vấn đề, nhưng mà, đây cũng là điểm mấu chốt, hắn chạy trốn thế nào. Đốt cháy đế nguyên vẫn không chạy thoát, huống chi hiện tại. Thích cương không có cầu xin tha thứ, hắn cắn răng liều mạng với Lăng Hàn. Chỉ là thánh nhân cửu tinh, ha ha, banh, lăng hàn đấm ra một quyền chỉ thấy thích cương rơi từ tinh không xuống với tốc độ cực nhanh hắn ngã xuống đất bụi bặm bay khắp nơi hắn muốn bỏ lên nhưng không thể làm được chỉ cảm thấy mỗi khối xương cốt như vỡ nát đám người chỉ thái minh chỉ phi hoành vây quanh mỗi người đều đằng đằng sát khí trước đó thích cương phách lối bá đạo cỡ nào hiện tại thế nào phong thủy luân chuyển không nghĩ tới hắn biến thành tù nhân nhanh như vậy mà chỉ tuyên chỉ tây nhạc run rẩy bọn họ rất ủy khuất vì cái gì lăng hàn ngươi không sớm xuất hiện một chút, làm hại bọn họ hồ đồ nhảy sang đầu hàng tuyệt địa chi chủ. Mà thích cương ngươi cũng là rác rưởi đường đường chuẩn đế lại không thể giải quyết một thánh nhân. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích lợi gì? Lăng hàn, bánh xe vận mệnh đã chuyển động, ngươi cũng không cách nào ngăn cản, ngươi sẽ bị nghiền thành phấn vụn. Thích cương vừa thổ huyết, vừa nói với lăng hàn, ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, người nào cũng chết một lần, ta cũng không ngoại lệ, nhưng thời điểm ta chết, tất nhiên thiên hạ sẽ thái bình. câu nói này mang theo tự tin mãnh liệt của hắn, dù là thích cương tràn đầy oán niệm vẫn bị cố tự tin này chấn nhiếp, hắn không thể phản bác được. chờ hắn muốn nói tiếp, lang hàn đánh hắn thành thịt nát, ngay cả thần hồn cũng không thể trốn thoát, hắn chết rất triệt để. lại giết một chuẩn đế, lang hàn rất hài lòng với chiến lược của mình, hắn vẫn chỉ là thánh nhân, hắn có thể chém giết chuẩn đế, chuyện này đã chứng minh suy nghĩ lúc trước của hắn, hắn thành chuẩn đế, tất có thể chống lại đại đế đợi ta thành tựu đại đế là lúc bình định náo loạn. Trì ra sống sót sau tai nạn, tự nhiên mỗi người đều cảm thấy may mắn, lại thêm Lăng Hàn là con rể Trì ra, chỉ còn thiếu một thủ tục, hiện tại Lăng Hàn nắm giữ chiến lược chuẩn đế, Trì ra có thể không cao hứng sao. Mặc dù chết một ít người, nhưng Trì ra vẫn cử hành yến hội, xem như nghi thức hoan nghênh Lăng Hàn. Trong lúc đó, bọn họ hỏi tại sao Trì mộng hàm không đến, càng hỏi Trì mộng hàm mang thai không, Lăng Hàn cũng phải đỏ mặt. Hắn ở lại Đông Lâm Tinh hai ngày, Lăng Hàn quyết định rời đi, hiện tại tuyệt địa không chỉ có một tên chuẩn đế, mà là mấy người, cũng phát động công kích nhắm vào đế tộc Đào Vong, cho nên các đế tộc đều tràn ngập nguy hiểm. Lăng Hàn thuận tiện đặt đông lâm tinh vào trong trong cơ thể, hiện tại hắn có thể làm rất dễ dàng, nhưng hắn vẫn không thể thu đế binh vào trong người. Không việc gì, cùng lắm thì hắn cầm đế binh là tốt rồi. Hắn thân tiếp thiên địa, bắt đầu định vị các đế tộc. Trong vũ trụ, khu vực có tinh cầu đều bị âm phủ hóa, nơi này là nơi thần thức của lăng hàn không cách nào thăm dò vào nhưng mà đế tộc đã sớm khu động tinh cầu bỏ chạy về hướng biên giới vũ trụ cho nên lăng hàn cần tìm những khu vực này là đủ rồi nhưng khu vực này quá rộng lăng hàn cần tìm thêm một thời gian tìm được một nhà lại tìm được một nhà lăng hàn không kết luận đó là đế tộc nào nhưng chỉ cần đối phương không bị tuyệt địa nhắm vào lăng hàn cũng sẽ không xuất động ân bỗng nhiên lăng hàn vươn người đứng dậy hắn phát động phượng rực thiên tường xèo, hắn phá vỡ không gian. Hắn bay gần nửa ngày, Lăng Hàn xuất hiện trong hư không, phía trước xuất hiện một viên tinh cầu to lớn, nhưng hiển nhiên đang đại chiến, còn đang bị âm phủ hóa. Đây là Ngưu Ma đế tộc, ánh mắt Lăng Hàn nhìn quét qua, chỉ thấy dẫn đội âm phủ chính là Lâm Động, con của Hỏa Vân Tổ Vương. Gia hỏa này cũng thành tựu chuẩn đế, trong tay cầm Hỏa Vân kiếm, hắn không ngừng chém vào Ngưu Ma tinh. Còn tốt, trận pháp đại đế của Ngưu Ma tinh vẫn còn, mỗi khi kiếm khí chém xuống sẽ có quang thuẫn hình tròn xuất hiện bao phủ toàn bộ tinh cầu, hóa giải đế binh công kích. Theo lý thuyết, năng lượng đế trận là vô tận, không giống đế binh chỉ có thể thức tỉnh thời gian ngắn ngủi, cho nên đây là hệ thống phòng ngự siêu cường. Thế nhưng mà, hiện tại thao túng đế binh chính là chuẩn đế. Như vậy sẽ khác biệt, mặc dù chuẩn đế không có uy thế như đại đế, nhưng muốn hỗ trợ đế binh không ngừng vận chuyển lại không phải việc khó. Hơn nữa, Lâm Động còn mang theo 6 con khô lâu thánh binh trợ giúp, việc này càng khủng bố, chúng kéo rất nhiều lực lượng của đế trận, từ đó lâm động đã chiếm được thượng phong. Không cần bao lâu, hắn phá vỡ đế trận và xông vào thật nhanh. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn trực tiếp giết tới. Lăng Hàn, lâm động nhìn thấy Lăng Hàn, hắn sững sờ. a à, tuyệt địa muốn giết nhất chính là Lăng Hàn, nhưng đi nơi nào cũng không tìm được. Thậm chí tuyệt địa chi chủ ba phen mấy bận xuất thủ đều bị Lăng Hàn bỏ chơi không ngờ hắn lại hiện thân tại đây. Sau khi sững sờ, Lâm Động cười lên ha hả tiểu tử này khẳng định không biết mình đã bước vào chuẩn đế còn tưởng rằng chính mình là thánh nhân cho nên hắn không hề cố kỵ giết ra ha ha tốt hiện tại cho ngươi ngạc nhiên thật lớn ngươi thật to gan dám xuất hiện trước mặt ta lâm động ngạo nghễ nói lang hàn mỉm cười thế nào chẳng lẽ ngươi đã thành đế sao đúng thế lâm động nói thầm trong lòng gương mặt không thay đổi hắn nói ta mà thành đế ngươi vẫn còn đường sống sao lang hàn lắc đầu Vậy ngươi nên đi hỏi các tuyệt địa chi chủ một chút, bọn họ tương đối có kinh nghiệm. Mẹ nó, ngươi thật phách lối. Lâm động mắng trong lòng một câu, nhưng vì sau đó hắn trở nên vui vẻ, hắn nói. Đối phó loại cạn bã như ngươi còn không cần đại đế xuất thủ, một mình ta đã đủ thu thập ngươi rồi. Tới, lang Hàn ngoác ngoác ngón tay. Lúc này, bởi vì Lâm động không hề công kích đế trận, người của Ngưu Ma đế tộc cũng xông ra. Lâm động sợ bị những người này điểm phá tu vi, hắn không lãng phí thời gian giết về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, hắn xuất quyền đáp lễ. Không được, người như ma đế tộc đều kêu lên, nhưng chuẩn đế công kích tốc độ nhanh cỡ nào. Xoát, Lâm Động cũng không có sử dụng hỏa vân kiếm, hắn xuất ra một trường như lưỡi dao sắc bén, niệm đến liền tới. Bành, Lăng Hàn xuất quyền đánh vào trường của Lâm Động, song phương ngạnh kháng một kích. Song, người như ma đế tộc đều nhắm mắt lại, ngạnh kháng với chuẩn đế, đây là tự tìm đường chết chương 5228 có kinh hỉ hay không? Cái gì, mọi người không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động ngơ ngác nhìn Lăng Hàn mỉm cười trước mặt mình, trong nội tâm sinh ra nhiều ý nghĩ, ngược lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Mẹ nó, hắn thành tựu chuẩn đế, bắt nạt Lăng Hàn tiên y tức không linh thông, muốn dựa vào việc này hãm hại đối phương, cho Lăng Hàn một cái kinh hỉ to lớn. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, mình mới là người kinh hỉ. Có kinh hỉ hay không, ngoài ý hay muốn không, lăng hàn cười nói hắn nhiều kinh nghiệm cỡ nào hơn nữa từ trước đến nay chỉ có hắn trang bức làm gì có ai trang bức trước mặt hắn ha ha xem vẻ mặt sợ hãi của hắn kia lâm động vẫn im lặng hắn thật sự bị hù dọa lăng hàn thành chuẩn đế rồi tê gia hỏa này ở thánh nhân đã được gọi là mạnh nhất phản cổ hiện tại thành chuẩn đế hẳn có thể quét ngang chuẩn đế lúc này toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh lăng hàn bên dưới người như ma đế tộc kêu to nhưng lần này lại vô cùng vui mừng thì ra lang hàn đã thành tựu chuẩn đế không nên hiểu lầm ta vẫn là thánh nhân lang hàn giải thích ngươi xem hắn từ xưa tới nay là người thành thật ngươi cho rằng ta có tin hay không lâm động lạnh lùng nói ngươi đi lừa quỷ đi có thể tiếp một kích của ta thế mà còn nói chính mình là thánh nhân có thánh nhân không biết xấu hổ như thế sao nói đến không biết xấu hổ có ai bằng tiện cầu kia lâm động không tự chủ được nhìn chung quanh như vậy có thể nhìn thấy tiện tính của đại hắc cầu kinh người cỡ nào lăng hàn thở dài hắn chủ động bộc lộ thánh hỏa màu vàng đại biểu cho thánh nhân tứ tinh khốn kiếp lần này lâm động thật sự bị hù dọa lăng hàn thật sự là thánh nhân trời à chỉ là thánh nhân tứ tinh đã có khí lực va chạm với hắn nào có dạng quái vật như vậy hắn nhìn lăng hàn trong nội tâm hiểu rõ đối phương không phải hảo tâm giải thích với hắn mà là dọa hắn mà bất tranh khí chính là hắn lại bị hù dọa thật cho dù nhìn thấy một trăm lần, hắn vẫn bị hù dọa. Thánh nhân tứ tình có khí lực va chạm chuẩn đế, đây là khái niệm gì? Bên dưới, người như ma đế tộc cũng bị hù dọa. Thì ra lang hàn đúng là thánh nhân, nhưng mà, đối phương còn kinh người hơn thành tựu chuẩn đế. Trời ơi, vào lúc này mọi người khiếp sợ đến mức ra đầu tê dại, trong đầu trống rỗng, chỉ có sáu con khô lâu thánh binh vẫn tân tình công kích, bọn chúng không có tình cảm. Hừ, lang hàn biến mất chỉ trong nháy mắt hắn xuất hiện trước một con khô lâu thánh binh và đá ra một cước banh không có gì bất ngờ con khô lâu thánh binh kia lập tức sụp đổ giống như quả trứng gà lang hàn không dừng lại chút nào lại đá lại đá hắn đá sáu cái tiêu diệt sáu khô lâu thánh binh mẹ nó người của nghiêu ma đế tộc hết khí lạnh bọn họ cũng không phải không biết khô lâu thánh binh cường đại ngay cả thánh nhân cử tinh cũng không đánh lại đế binh cũng chỉ có thể đánh lui mà không cách nào phá hư nhưng tới phiên lang hàn ra tay khốn kiếp quả thực dễ như trở bàn tay. Thánh nhân mạnh nhất trong lịch sử, những lời này chính là biểu thị Lăng Hàn cường đại. Sau khi Lăng Hàn đánh nổ sáu đầu khô lâu thánh binh, rốt cục lâm động cũng khôi phục tinh thần. Lăng Hàn, thật sự nắm giữ chiến lược chuẩn đế, mặc dù hắn chỉ là thánh nhân tứ tinh nho nhỏ. Không thể để ngươi sống nữa, hắn lập tức giết tới. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn ngạnh kháng với lâm động. Oanh, 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 hai người vừa mới giao thủ, lâm động đã rơi vào hạ phong, hắn không phải đối thủ của lăng hàn lâm động biến sắc mặc dù hắn chỉ là chuẩn đế nhất tinh nhưng đã mang theo một chữ đế hắn có thể nghiền ép thương sinh vô địch thế gian tại sao lại không bằng một thánh nhân tứ tinh hắn không thể nào hiểu được càng không thể tiếp nhận đế là cao cao tại thượng nghiền ép tất cả tại sao mất linh ở thời đại này oanh 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 nắm đấm của lăng hàn giáng xuống như mưa hắn không cho lâm động có cơ hội thở dốc lâm động bất đắc dĩ hắn cầm lấy hỏa vân kiếm mới có thể ngăn cản thế công của lăng hàn hắn biết rõ lăng hàn cũng có đế binh bởi vậy hắn không dám ham chiến cho nên hắn lập tức xoay người chạy lần này lăng hàn không thể bố trí xuống cấm chế tự nhiên hắn không thể ngăn cản lâm động bỏ chạy hắn đuổi theo lâm động lại không ham chiến hắn không ngừng phi nước đại chuyện này làm lâm động biệt khuất nhưng hắn là chuẩn đế xử có chuẩn đế nào thê thảm như hắn không thế mà còn cần chạy chối chết thậm chí người đuổi giết là một tên thánh nhân. Đoạn đường truy đuổi này, Lâm Động trốn vào khu vực âm phủ hóa, mà Lăng Hàn cũng lập tức cảm ứng được có thần niệm cường đại quét qua. Tuyệt Địa chi chủ, Lăng Hàn hiểu ra, kỳ thật Tuyệt Địa chi chủ đã âm hồn hóa, cho nên bọn họ ở khu vực âm phủ sẽ như cá gặp nước, ngược lại ở dương gian, bọn họ nửa bước khó đi, bị hạn chế khắp nơi. Cho nên, vừa tiến vào khu vực âm phủ, Lâm Động có thể bắt được liên lạc với Tuyệt Địa chi chủ, mà đối tượng hắn liên hệ lại là hỏa vân tổ vương lăng hàn không có chút nào do dự quay người chạy trốn oanh lúc hắn xông ra khỏi khu vực âm phủ hắn nhìn thấy sau lưng có hỏa diếm cuồn cuộn hóa thành một đám mây hỏa diếm to lớn một bàn tay xuất hiện và bắt lấy lăng hàn hỏa vân tổ vương ra tay rồi đại đế chính là đại đế lăng hàn không thể không cảm thán rõ ràng còn chưa hiện thân thậm chí còn nằm ở trạng thái suy yếu nhưng một kích này vẫn khủng khiếp khó có thể hình dung căn bản không phải chuẩn đế có thể đối kháng Ông, Thanh Trúc kiếm thức tỉnh, Lăng Hàn chém ra một kiếm. Kiếm khí chạm chém vào bàn tay, kiếm khí vỡ tan và bàn tay cũng dừng lại, sau đó lại chém thẳng về phía Lăng Hàn. Oanh, kiếm khí vỡ nát tạo thành lực phản chấn cường đại, từ đó ngực của Lăng Hàn phập phồng như sôi. Còn tốt, hiện tại thể phách của hắn quá mạnh, chút xung kích chấn động này chỉ là chút lòng thành, không đủ làm hắn bị tổn thương. Lăng Hàn phát động phượng rực thiên tường, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Hỏa vân tổ vương cũng không tiếp tục truy kích, trong hỏa diễm xuất hiện đôi mắt to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả ngôi sao, nhưng đôi mắt này nhanh chóng biến mất. Không thể tuyệt sát Lăng Hàn, cho dù là Tuyệt Địa chi chủ cũng không muốn tùy tiện thức tỉnh đuổi theo giết hắn. Lăng Hàn phi nước đại về tới Như Ma Tinh, không nói hai lời, hắn thu Như Ma Tinh vào trong cơ thể, hắn bắt đầu chuyển di. Thật lâu sau, hắn mới bước ra khỏi hư không, cũng thả Như Ma Tinh, Đông Lâm Tinh ra ngoài. Lăng Hàn không tiếp tục tạo dựng siêu cự ly truyền tống trận, thứ này quá không ổn định rất dễ dàng nổ tung, trừ hắn ra, cho dù thể phách như tiểu thanh long cũng không đủ trèo chống hư không nổ tung. Cho nên, chờ hắn điều chỉnh xong, sau khi bảo đảm an toàn mới nói sau. Chỉ một ngày sau đó, tử vi đế tộc phát ra tin cầu cứu. Mặc dù Lăng Hàn rất không ưa bách lý ra nhưng bây giờ âm phủ xâm lấn, hắn còn phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, Lăng Hàn càng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt đế tử sa đoạ, đánh nổ càng nhiều khô lâu thánh binh, bởi vậy hắn cần phải lên đường chương 5229, phản bội, lần này đi tử vi đế tộc chỉ mất nửa ngày, Lăng Hàn bước ra khỏi hư không. Với tính cách cẩn thận của Lăng Hàn, đương nhiên hắn sẽ không giết tới như thế, hắn thả thần thức ra bao phủ tử vi tinh vào trong. Lần này xuất khích, dẫn đội chính là đế vô cực, hắn cũng đã thành tựu chuẩn đế. a à, chuẩn đế biến thành hàng bán xỉ, đây đều là con của đại đế, đã xuất thế nhiều lần trong lịch sử để lịch luyện bản thân, tự nhiên mỗi người đều có thiên phú chắc tuyệt, cơ sở vô cùng hùng hậu. Nhưng mà, một chữ đế đã ngăn cản quá nhiều người, hơn nữa đế tộc không thể thành đế, đây là một loại nguyền rủa. Cho nên nói, nếu như trong đế tử sa đọa có một người, chết no hai người thành tựu chuẩn đế, Lăng Hàn sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Nhưng mà, hiện tại đế tử sa đoạ liên tục tu thành chuẩn đế, chuyện này càng làm Lăng Hàn không thể tiếp thu được. Ở trong đó có động tay chân gì hay sao? Bảo vật nghịch thiên, chuyện này rất có thể, tuyển địa chi chủ đã xâm lấn vực sâu nguyên thủy, ngày hôm trong vùng đất khởi nguyên này có quá nhiều bảo vật. Người xem Lăng Hàn, nếu không phải xuất thân từ nguyên thế giới, hắn có thể yêu nghiệt giống bây giờ hay sao? Đừng nói thiên phú, xưa nay có thể thành tựu đại đế, có người nào thiên phú kém hay không? Lại nói, đám người đinh thủ cũng xuất thân bá chủ nguyên thế giới, tại sao bọn họ không bằng Lăng Hàn? Chẳng phải nguyên nhân, bọn họ cũng lấy đi không ít bảo vật trong vực sâu nguyên thủy hay sao? Cho nên nói, bên trong vực sâu nguyên thủy có bảo vật có thể nghịch thiên cải mệnh, đây là chuyện không thể làm giả. Lăng Hàn không ngừng suy nghĩ, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành chiến ý cường đại. Hắn muốn phá hủy toàn bộ khô lâu thánh binh, cũng giết vài đế tử sa đỏa và thu được đất đai đã mất. 12 tuyệt địa âm phủ hóa dương gian, ngưu đồ quá lớn, hắn nhất định phải ngăn cản. Xeo, thân thể Lăng Hàn đáp xuống đất, chỉ thấy nơi này đang trình diễn giết hại máu tanh, đế trận đã bị công phá, đại lượng tộc nhân tử vi đế tộc đã bị tàn sát, thây răng khắp nơi. Bành, lăng hàn lập tức xuất thủ hắn xuất một quyền đánh một con khô lâu thánh binh thành cặn bã lăng hàn hắn xuất thủ cường thế những người chung quanh chú ý và kêu lên điểm khác nhau chính là không phải bên phía tử vi đế tộc kêu lên đầy ngạc nhiên mà tới bên phía đế vô cực trong mắt hắn mang theo hận ý nồng đậm sói con đã lâu không gặp lăng hàn phất phất tay hắn không ngừng xuất thủ đấm ra một quyền đánh nát một con khô lâu thánh binh đế vô cực cũng không có vội vã xuất thủ hắn chỉ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Lăng Hàn, trong ánh mắt bộc lộ sát khí. Trước đây thật lâu, kỳ thật hắn có cơ hội giết chết Lăng Hàn, nhưng lúc đó hắn không đặt Lăng Hàn vào mắt. Không nghĩ tới bây giờ không những hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn, cho dù tuyệt địa chi chủ mấy lần xuất thủ cũng không thể đánh chết Lăng Hàn. Chuyện này càng làm hắn cảm thấy không có tư vị, đế tử có thể hoành hành thiên hạ, mà hiện tại hắn hiện tại đã chuẩn đế, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại không có cảm giác yêu việt gì. Có điều, hắn hừ một tiếng, Lăng Hàn, hôm nay là người chết của ngươi. Ồ, Lăng Hàn cười một tiếng. Vì sao ngươi tràn ngập tự tin như vậy? Nguyên nhân đây là cục diện bố trí nhắm vào ngươi. Lại có giọng nói vang lên, đó là đám người dương dịch hoàn, hắn cũng thành chuẩn đế. Ha ha, Hà La cũng xuất hiện, hắn là chuẩn đế. 12 tuyệt địa, 12 đế tử đều là chuẩn đế sao? Ngươi nên cảm thấy tự hào, chỉ là thánh nhân, có thể làm nhiều chuẩn đế cùng xuất hiện vây quét ngươi. Ngũ Tinh Đồng nói, trong mắt đan phượng bắn ra sát khí nồng đậm. Lăng Hàn mỉm cười, lắc đầu, chỉ những con chó con mèo các ngươi, trong mắt ta chính là cặn bã. Được rồi, nên bảo vương bài chân chính ra đi, chuyện này càng làm đám người dương dịch hoàn buồn bực xấu hổ, nhưng lại không thể cãi lại. Lăng Hàn thật sự có tư cách này, hi hi, Lăng Hàn a à Lăng Hàn, người đúng là người giỏi sáng tạo kỳ tích. Một bóng người thấp bé như đứa trẻ 11-12 tuổi xuất hiện. Tiểu Diệp Tử hắn nghiêng đầu nhìn sang Lăng Hàn, vẻ mặt rất ngây thơ. Lăng Hàn lúc này rất nghiêm túc, hài đồng này rất cổ quái, lúc ở thánh nhân đã có thể đùa giỡn đám người hầu ca, đại hắc cầu trong lòng bàn tay, nếu không phải hắn nắm giữ đại đạo quang, có lẽ hắn cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị trêu đùa, có thể nói đây là vương bài bên phía tuyệt địa. Hiện tại, tiểu diệp tử cũng thành chuẩn đế, thần thông thao túng không gian mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, không thể không cẩn thận đối đãi. Còn một tên ở đâu? Hắn thản nhiên nói muốn hãm hại ta hà tất che che giấu giấu hi hi thiết trụ đi ra tiểu diệp tử vẫy tay ông một đạo sát khí bộc phát phía trước xuất hiện một kim loại hình người tiên thiên kim linh đây là đại chiến bên phía tuyệt địa xuất động bảy tên chuẩn đế đến vây quét lăng hàn trong đó càng có tiểu diệp tử tiên thiên kim linh nếu đổi thành đám người đa gia phật tiền dưỡng hạo bị vây ở đây cũng phải nhíu mày lăng hàn nhìn về phía bách lý hào kiệt lắc đầu thân là con của đại đế lại thông đồng làm bậy người xứng đáng là con của tử vi đại đế sao? Bách Lý Hào Kiệt phần nộ, hắn quát lớn, người đang nói bậy bạ gì đó? Lăng Hàn suy nhiên cười một tiếng, lừa ta tới đây, chẳng lẽ Bách Lý ra các người cũng không tham dự hay sao? Bách Lý Hào Kiệt hừ một tiếng, nếu Bách Lý ra ta cũng tham dự, tại sao lại chết nhiều người như thế? Cho nên nói, người điên rồi, Lăng Hàn ung dung nói, rứt tiếng, thật nhiều người của Bách Lý ra đều xô trào. Nhị tổ, đây là sự thực sao? Bọn họ nhao nhao hỏi, chỉ cần không phải đần độn đều có thể phát hiện, bách lý ra chết người rất nhiều nhưng đều là kẻ yếu, bàng chi, người chủ mạch chết rất ít, việc này đủ khả nghi, chiến đấu trước đó quá kịch liệt nên có ai chú ý phương diện này. Thì ra chủ hệ đã bán đứng những chi thứ bọn họ. Bách lý hào kiệt thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào lăng hàn và quát. Người ít ngậm máu phun người, lăng hàn không quan tâm tới, hắn thấy, bách lý hào kiệt không quan trọng gì, hắn chỉ hãm hại đối phương vài câu, lại cần đau khổ tranh luận hay sao lăng hàn người thật thông minh đế vô cực cười nói đáng tiếc người đã lâm vào trùng vây cho dù chắp cánh cũng khó thoát lăng hàn chỉ cười một tiếng hắn đã nhìn ra đây là cái bẫy hắn sẽ không có bố trí sao hắn đã sớm phát hiện nơi này có tấm lưới mờ mịt chỉ cần đợi hắn tiến vào sẽ thu hồi nhưng trước đó hắn đã lặng lẽ phá một cái động trên tấm lưới này hắn muốn đi đây là chuyện dễ dàng nhưng mà hiếm khi có nhiều đế tử xa đọa tụ tập tại đây, hắn muốn nhân cơ hội tiêu diệt mấy cái. Đến chiến, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp giết ra ngoài. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Bách Lý Hào Kiệt. Tốc độ của hắn quá nhanh, bên tuyệt địa không có tâm tư bảo vệ Bách Lý Hào Kiệt, bởi vậy, Lăng Hàn lao thẳng về phía trước. chương năm 1230, giết ra khỏi trùng vây. Bách Lý Hào Kiệt là con của đại đế, thiên phú, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng hắn làm sao đối mặt với Lăng Hàn, chuẩn đế cũng bị lăng hàn chém dụng hai người huống chi là nhân bách lý hào kiệt quá sợ hãi hắn vô ý thức tiến hành phòng hộ banh lăng hàn xuất ra một quyền chỉ thấy bách lý hào kiệt bị đánh nát hài cốt không còn trong lúc nhất thời người bách lý ra đều có tâm tình phức tạp cũng không biết nên vui hay buồn là giận hay đau buồn đây chính là con của đại đế là nhị tổ của bọn họ thế mà hắn lại cấu kết tuyệt địa bán đứng tộc nhân hắn không đáng chết hay sao nhưng khi bách lý hào kiệt vẫn lạc Bách Lý Gia cũng triệt để xa sút không có người nào có hy vọng xung kích đế vị. Thậm chí, bây giờ đại quân tuyệt địa áp cảnh, Bách Lý Gia có thể tồn tại hay không còn không biết. Bọn họ đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Hàn, nếu như người này là người gia tộc mình thật tốt bao nhiêu. Bảo hồ lột ra, Lăng Hàn từ tốn nói, hắn đám người đế vô cực. Bọn họ khẳng định hứa hẹn cho Bách Lý Hào Kiệt chỗ tốt gì đó, thậm chí có thể là trở thành chuẩn đế, cho nên mới có thể làm Bách Lý Hào Kiệt cam nguyện bỏ qua tôn nghiêm đế tộc. Bách Lý Hào Kiệt suy nghĩ, nếu hắn trở thành chuẩn đế, hắn có hy vọng xung kích đại đế, chỉ cần hắn có thể thành đại đế, lo gì không thể dẹp yên thiên hạ, thành lập anh danh bất thế. Đáng tiếc là, những đế tử xa đọa đều trơ mắt nhìn lăng hàn xuất thủ, căn bản không có ý cứu giúp. Cho nên nói, bảo hồ lột ra, tự gây nhiệt. Hi hi, người cũng nên lên đường. Tiểu Diệp tử nói, hắn xuất thủ trước, hắn vừa hành động, tiên thiên kim linh cũng xuất thủ, cùng liên thủ với hắn tấn công lăng hàn. Chuyện này, hai người vô cùng cường đại. Tiểu Diệp Tử khi còn là thực lực thánh nhân va chạm với Lăng Hàn cũng lâm vào hạ phong, hiện tại hắn đã bước vào chuẩn đế, thực lực tự nhiên có tiến bộ kinh người, có thể nói chỉ hơi kém hơn Lăng Hàn một chút, cho nên hắn trở thành kình địch của Lăng Hàn. Huống chi, hắn còn có tiên thiên kim linh, đây mới thật sự là đại sát khí, đây là linh vật thiên sinh địa dưỡng, nó vừa xuất thế đã là chuẩn đế cửu tinh, hơn nữa nguyên nhân cực kỳ đặc thù, thậm chí còn mạnh hơn cả chuẩn đế cửu tinh. Còn nữa, hắn bị 12 vị tuyệt địa chi chủ khống chế, không thể nghi ngờ càng làm cho chiến lực của hắn tăng lên. Đa gia Phật chờ ba vị chuẩn đế liên thủ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản lại, từ đó có thể thấy hắn cường đại cỡ nào. Lăng Hàn lại yêu nghiệt, hắn chỉ nắm giữ 75 đạo quy tắc, còn không có bước vào ngưỡng cửa chuẩn đế, như vậy ngang hàng thế nào. Cho nên, hắn rút lui trước tiên, hi hi, tới đây cũng không cần đi nữa. Tiểu Diệp từ xuất thủ, hắn điểm một chỉ về phía Lăng Hàn, ông, ở gần lăng hàn xuất hiện thời gian chảy giảm chậm, cũng làm cho tốc độ lăng hàn chậm vô cùng. Lăng hàn thét dài một tiếng, đại đạo quang bắn ra, trói buộc thời gian mất đi hiệu lực với hắn. Thế nhưng mà, tiên thiên kim linh đã giết tới, một trưởng đánh ra hóa thành thần binh chém về phía lăng hàn. Đây là cánh tay của hắn biến thành, tiên thiên kim linh, thân thể có thể so sánh với mẫu kim, nếu bị một kích này đánh trúng, bảo đảm chuẩn đế cũng phải bị chém thành hai nửa. Dù lăng hàn thể phách cường hoành, hắn hiện tại cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể rút lui về phía sau hi hi tiểu ca ca lưu lại chơi đi tiểu diệp tử phát ra giọng nói hồn nhiên ngây thơ lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm cút ngay cho ta lăng hàn đấm ra một quyền tiểu diệp tử lập tức biến sắc lão lão quái vật ngươi tự tìm cái chết hắn gào lên hai mắt bắn ra hào quang bắn về phía lăng hàn đối với tiểu diệp tử lăng hàn có kiêng kỵ nhưng căn bản không có khả năng sợ hãi bành hắn xuất ra một quyền đánh trúng tiểu diệp tử cũng đấm thẳng vào các đế tử tuyệt địa. Chuyện này càng làm các đế tử đế nữ kia nhe răng, người bị tiên thiên kim linh truy sát, tại sao còn dám xuất thủ với bọn họ. Những người này hét lớn và đánh trả Lăng Hàn, cho dù bọn họ không phải đối thủ của Lăng Hàn, nhưng ngăn cản vài chiêu cũng không có gì. Lăng Hàn mạnh mẽ đâm tới, hắn không địch lại tiên thiên kim linh, nhưng những người khác cũng không phải đối thủ của hắn. Đế tử đế nữ đa đọa đều im lặng, bảy vị chuẩn đế đồng loạt ra tay nhưng không thể chấn áp Lăng Hàn. Còn tốt, bọn họ đã bố trí thiên la địa võng lăng hàn hiện tại là cá trong chậu muốn giết hắn chỉ tốn chút thời gian mà thôi bởi vậy bọn họ đều cười lạnh sau ngày hôm nay thế gian sẽ không còn yêu nghiệt như lăng hàn lăng hàn thầm than hắn rất muốn lại tiêu diệt mấy đế tử đế nữ tuyệt địa nhưng mà sau lưng có tiên thiên kim linh cùng tiểu diệp tử đang đuổi theo hắn thật sự không có cơ hội xuất thủ chỉ có thể không ngừng bỏ chạy được rồi chờ thực lực của hắn tăng thêm một đoạn đồng thời cũng có thể thu lấy tính mạng của đối phương lấy nhiều khi ít, ta không chơi với các ngươi. Lăng Hàn cười to nói, đầu chó của các ngươi cứ giữ lại đấy, chờ ngày sau ta lại lấy. Dứt lời, hắn thét dài và phá vòng vây, tốc độ của chuẩn đế nhanh cỡ nào. Xeo, sau lưng Lăng Hàn xuất hiện đôi cánh hỏa diễm, chỉ trong nháy mắt hắn đã cách xa nơi này ức vạn dặm. Lăng Hàn, người lúc này còn muốn đi, các đế tử đế nữ đều cười lạnh, người chờ bị giết đi. Nhưng mà, cảnh tượng làm bọn họ giật mình xuất hiện, Lăng Hàn càng đi càng xa, cũng không có dấu hiệu bị chặn lại. Chuyện này, những đế tử đế nữ xa đọa đều nhìn nhau, hoàn toàn im lặng. Vừa rồi còn nói sẽ ngăn lại, kết quả thì, người ta phủi mông rời đi. Tiểu tử này đã sớm phá hủy cấm chế, cho nên mới có thể thong dong rời đi. Thật sự giảo hoạt, sắc mặt đám người đế vô cực cực kỳ khó coi, bọn họ hưng phấn bừng bừng bố trí tất cả, kết quả lại bị Lam Hàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong thời gian ngắn, bọn họ nhìn sang bách lý đế tộc, đằng đằng sát khí tất nhiên không thể giết chính chủ, vậy thì chút giận lên đám người này. Cảm ứng được những chuẩn đế này tỏa ra sát ý lạnh lẽo, thật nhiều người bách lý ra kêu lên. Các vị đại nhân, chúng ta đã ước định cẩn thận, các người phải bảo vệ chúng ta bình an. Bảo vệ con em ngươi bình an, đế vô cực hừ một tiếng, hắn há miệng phun ra một đạo hỏa diễm, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tử vi tinh, cũng hòa tan tất cả mọi thứ. Đế trận đã biến mất, mà đế binh cũng biến mất, bọn họ làm sao có thể ngăn cản chuẩn đế lần này không thể chém yêu nghiệt kia, không biết lần sau xuất hiện, tiểu tử kia sẽ mạnh cỡ nào. Dương Dịch Hoàn cao mày nói, hư, cho dù hắn có yêu nghiệt hơn nữa, chỉ cần không thành đế, hắn không có cách gì chống đỡ đại đế. Đế vô cực thản nhiên nói, không sai, kế hoạch của chúng ta sắp sửa hoàn thành, chỉ cần trưởng bối của chúng ta tiến thêm một bước, hắc hắc, cho dù tiểu tử kia thành đế thì như thế nào. Hà La cũng gật đầu, nhưng mà, kẻ này cuối cùng vẫn là một mối họa lớn, là một biến số, có cơ hội phải chảm thảo trừ căn. Ngũ tinh đồng lạnh lùng nói, chiến thần cung bị lăng hàn san bằng, đây là khiêu khích với ngũ gia. Ân, những chuẩn đế này đều gật đầu, chương năm 1231, đại hôn lần nữa. Lăng hàn định vị từng đế tộc, sau khi thu tất cả tinh cầu vào trong cơ thể, hắn bắt đầu bố trí trận pháp, tiến hành truyền tống siêu cự ly. Đế trận liên quan, đế binh cũng treo lên người hắn, những thứ này không thể bị thu vào cơ thể. Sau khi bố trí xong trận pháp, lăng hàn lập tức mở ra trận pháp sau đó tiến vào bên đó ông truyền tống bắt đầu hắn đã có một lần kinh nghiệm mặc dù hơi có vẻ thất bại nhưng vẫn có chỗ cho hắn cải tiến sau khi ở trong thông đạo nửa ngày bành thông đạo lại nổ tung lần nữa lăng hàn bị đánh bay đi ra ngoài toàn thân của hắn đẫm máu may mắn là hắn không bị trọng thương thật sự thê thảm nhưng hắn không bị trọng thương lăng hàn lắc đầu hắn đưa mắt nhìn bốn phía nơi này trống rỗng không có ánh sao không có mặt trời, chỉ có một vùng tối tăm. Ở chỗ nào, hắn thì thào, hắn bắt đầu tìm vị trí của Tứ Nguyên tinh. Nếu như khoảng cách quá mức xa xôi, cho dù trên Tứ Nguyên tinh có lạc ấn ký hiệu của hắn, Lăng Hàn cũng không cách nào cảm ứng được, còn tốt, mặc dù hắn bị lạc trong đường hầm, nhưng hắn lại cách Tứ Nguyên tinh không quá xa xôi. Hắn lại bắt đầu gấp rút lên đường, 7 ngày sau đó, Tứ Nguyên tinh đã xuất hiện ngay trước mặt. Lăng Hàn không có hạ xuống, mà là thả tinh cầu trong cơ thể ra ngoài. Bằng không thì thả ra trên tứ nguyên tinh, khi đó tinh cầu va chạm, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư. Hắn trả đế binh cho những đế tộc kia, các đế tộc cũng thở ra, bọn họ thật sợ bị Lăng Hàn chiếm đoạt không còn. Mặc dù bọn họ có thể cưỡng ép thu hồi đế binh, nhưng khẳng định sẽ kết thù với Lăng Hàn, mà hiện tại là thời khắc phi thường, hậu quả đắc tội Lăng Hàn vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, Lăng Hàn căn bản chướng mắt đế binh, trở lại tứ nguyên tinh, đám người nữ hoàng vô cùng vui vẻ. Hắn lại đi xem Lưu Vũ Đồng Thủy Nhạn Ngọc, sau khi những người này tiến vào đại thế giới, bọn họ có thể vận dụng công pháp thế giới này tiến hành tu luyện, bây giờ cũng vững vàng bước vào Hoán Huyết cảnh, tầm bí cảnh. Nhưng mà, bọn họ chưa có ai tiến vào Tiên Đồ. Bọn họ đã sớm chuyển tới Tứ Nguyên Tinh, khi tu vi tăng lên, thân thể của bọn họ có biến hóa rõ ràng. Phải biết, thời điểm vị diện lấy ra chỉ lớn như nắm tay, như vậy tinh cầu lớn cỡ nào? Tinh cầu nhỏ hơn cả hạt gạo cả triệu lần, huống chi là người. Nhưng tu luyện một chút, hình thể của bọn họ sẽ lớn lên hiện tại đã cao như cánh tay còn to lớn hơn bản thân vị diện chuyện này có thể tưởng tượng vị diện chỉ tương đương thiên tôn bát trọng mà hoán huyết tầm bí cảnh còn mạnh hơn thiên tôn cả trăm nghìn lần sao cho nên tu vi tăng lên tất nhiên sẽ làm hình thể tăng lên tin tưởng những người này sau khi bước vào tiên đồ sẽ có thể khôi phục hình dáng người bình thường lang hàn phái người chuyên trách giám thị lệnh bài chỉ cần đám người đa gia phật phát tới tin tức bọn họ sẽ lập tức quay về Mặc dù bảo bọn họ phí công một chuyến, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn bọn họ lục soát mờ mịt trong tinh không. Làm xong tất cả những thứ này, Lăng Hàn lại đi vực sâu nguyên thủy, nhưng Thanh Loan Đại Đế đã tỏa trấn ở lối vào, Lăng Hàn vừa mới đi vào sẽ bị hắn truy sát. Đối mặt một vị Đại Đế, cho dù là Đại Đế có vấn đề rất lớn, Lăng Hàn vẫn không thể ngang hàng, chỉ có con đường trốn. Còn tốt, Đế binh phát huy, lại thêm Lăng Hàn có thể phách cường hoành, vượng Dực Thiên Tường cực nhanh, cho nên hắn đã thoát thân. Lần này, hắn không thể đi vực sâu nguyên thủy, hắn đi khu vực hạch tâm vũ trụ, hiện tại nơi đó là lãnh địa của tuyệt địa, tình thế của Lăng Hàn khó xử, chỗ nào cũng không đi được. Cũng được, Lăng Hàn ở trên tứ nguyên tinh, chỉ đạo đám người nguyên thế giới tu luyện, giúp bọn họ nhanh chóng bước vào tiên đồ. Hắn bây giờ đã là thánh nhân tứ tinh, trên lý luận nhiều nhất thân thể còn tịch diệt 5 lần, mà hắn hiện tại hắn nắm giữ 75 đạo quy tắc, còn kém 24 đạo là có thể viên mãn. Như vậy, một lần tịch diệt có thể làm thân thể dung nạp năm đạo quy tắc, hắn liền có thể tu ra 99 đạo quy tắc khi bước vào thánh nhân cửu tinh. Chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện, cho nên, cho dù Lăng Hàn không chiếm được vật chất thủy nguyên, hắn cũng có thể tu tới thánh nhân cực hạn. Đương nhiên, việc này liên quan tới vấn đề thời gian. Âm phủ, lại thêm vực sâu nguyên thủy, hắn sẽ có nhiều thời gian như vậy sao? Không có vật chất thủy nguyên trợ giúp, ta ít nhất phải khổ tu ngàn năm mới tăng lên một cấp, hơn nữa, cũng chỉ tăng lên ngũ tinh, muốn tiến thêm sẽ mất nhiều thời gian, có lẽ thời điểm xung kích thánh nhân cửu tinh cũng phải trên vạn năm. Đây là mấu chốt, không nói tuyệt địa chi chủ sẽ làm khó dễ lúc nào, đám người dương dịch hoàn đã là chuẩn đế, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể thành đế. Mặc dù thành đế không dễ dàng giống như chuẩn đế, nhưng những người này đều là kỳ tài ngất trời, hơn mấy ngàn vạn năm, đây là biến số to lớn. Một khi để một trong bọn họ thành đại đế, Lăng Hàn tối đa chỉ có thể trở thành chuẩn đế, cho dù hắn có thể ngang hàng đại đế, hắn có năng lực xoay chuyển tình thế sao? Hơn nữa, đại đế cần chuẩn bị vô số thời đại, có lẽ thế hệ này có thể thành tựu vượt qua đại đế, Lăng Hàn cũng không thể bình định hắc ám. Lăng Hàn vắt hết óc, hắn đang nghĩ biện pháp gia tăng tu vi, nhưng khổ vì không có cách nào. Đám người dương dịch hoàn khẳng định nhận được cơ duyên to lớn, nếu không không có khả năng tập thể bước vào chuẩn đế. Lăng Hàn thì thào, nếu như ta có thể biết được bí mật đó thì tốt. Thế nhưng mà, xông vào địa bàn của tuyệt địa chi chủ ăn cắp bí mật. Thôi đi, Lăng Hàn bỏ qua tạp niệm, có đan dược của hắn ủng hộ, tu vi người trong nguyên thế giới tăng mạnh, nghênh đón thời kỳ đại bạo phát. Một phương diện khác, rốt cuộc đám người đa gia Phật cũng liên hệ với tứ nguyên tinh, biết được các đế tộc đã bị Lăng Hàn mang đi thì bọn họ bắt đầu quay về. Hành trình 200 năm dài đằng đẵng trong lúc này, Lăng Hàn tu thân dưỡng tính, hắn không đi chỗ nào cả. Thủy Nhạn Ngọc, Lưu Vũ Đồng và các kiều thê tiến vào tiên đồ, thân thể đã không khác gì người bình thường, người một nhà đoàn viên chân chính. 200 năm qua đi, đám người đa gia Phật trở về, biết được Lăng Hàn đã thành tựu chiến lực chuẩn đế thì bọn họ rất vui mừng. Lúc này, Lăng Hàn quyết định bổ sung một trận hôn lễ. Hắn đã có quan hệ phu thê với Chỉ Mộng Hàm, Tống Lam, vẫn còn chưa cử hành hôn lễ, cho nên nhân cơ hội này đền bù. Hơn nữa, bây giờ là thời đại hắc ám, cũng nên cho mọi người chút việc vui. Nhưng mà, sau khi hổ nữ biết được, Nàng ồn ào muốn làm tân nương. Nàng nháo trò như thế, nữ hoàng trực tiếp yêu cầu, nàng cũng muốn thành tân nương, các kiều thê Lưu Vũ Đồng không có nói rõ nhưng trong ánh mắt mang theo ý tứ rất rõ ràng, các nàng cũng cần. Dù sao, đây chính là đại thế giới, đại biểu cho một khởi đầu mới. Được rồi, Lăng Hàn vung tay lên, vậy thì cưới tất cả một lần. Chương 5232, mạnh mẽ sông tới. Tin tức truyền ra, các đế tộc cũng phái thánh nhân đến chúc mừng. Hiện tại Lăng Hàn nghiễm nhiên là cứu tinh cùng hy vọng duy nhất, hơn nữa về mặt chiến lực, hắn đã đạt tới cấp bậc chuẩn đế. Chuẩn đế đại hôn, có ai dám không nể mặt mũi. Bởi vậy, trong ngày hôn lễ, khách quý tới tứ nguyên tinh như mây, có các đế tộc tới tham dự, cũng có bằng hữu cô ở nguyên thế giới. Mà nhạc hồng thường, Lăng Đông Hành tư chát tương đối kém, dù có đan dược của Lăng Hàn hỗ trợ, bọn họ hiện tại vẫn không thể bước vào tiên đồ, dám người chỉ lớn bằng cánh tay, việc này làm mọi người chú ý. Sau khi đế tộc biết được Lăng Hàn có phụ mẫu, mỗi người đều cảm thấy kinh hãi. a à, tại sao lại có người đột nhiên xuất hiện, tiệc cưới diễn ra trong ba ngày, chủ khách đều tận hứng. Đúng là gặp việc vui tinh thần sảng khoái, lúc động phòng hoa trúc, Lăng Hàn có rất nhiều cảm xúc, hắn thể ngộ nhân sinh như thủy triều lên xuống, đột nhiên hắn tiến vào trạng thái đốn ngộ. Bế quan 9 ngày, hắn vừa hiện thân đã là thánh nhân ngũ tinh. Chuyện này làm đám người đinh thụ bọn biết được và im lặng. Tất cả mọi người là bá chủ nguyên thế giới, vì cái gì ngươi lại siêu quần xuất chúng? Người so với người tức chết người. Sau khi Lăng Hàn đột phá, Lăng Hàn nắm giữ quy tắc đạt tới 80 đạo. Hắn lại tìm đám người đa gia Phật, tiền dưỡng hạo thỉnh giáo, lực chiến của hắn có thể đánh ngang tay với tiền dưỡng hạo, hạ hậu bình, nhưng đối đầu với đa gia Phật, hắn vẫn kém một chút. Nguyên nhân tiền dưỡng hạo và hạ hậu bình đều thức tỉnh thân thể 8 lần, mà đa gia Phật là 9 lần, đã đạt tới chuẩn đế cực hạn nhưng muốn tiến thêm một bước chính là thành đế chuyện này cần thiên địa thành toàn đa gia phật đã từng tranh qua ở thời đại trước thiên địa không có khả năng lại cho hắn cơ hội cho nên cực hạn của hắn chính là chuẩn đế vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước bọn họ thương lược tiếp theo nên đi con đường nào thời gian cấp bách không phải do lăng hàn chậm rãi tu luyện hắn phải nghĩ biện pháp tăng tu vi lên hoặc đi tuyệt địa đen ăn đen hoặc là đi vực sâu nguyên thủy trong tìm kiếm vật chất thủy nguyên hai con đường dường như không dễ đi đi vực sâu nguyên thủy đa gia phật quả quyết nói ánh mắt của hắn kiên định ba người chúng ta mở đường thay ngươi lăng hàn cảm thấy trái tim co rút hắn cảm động lại bất an hiện tại thanh loan đại đế tỏa trấn ở lối vào vực sâu nguyên thủy lối rõ ràng không cho lăng hàn thêm cơ hội tiến vào mà ba vị chuẩn đế mở đường hắn muốn đi vào cũng không khó khăn khó khăn là nếu thanh loan đại đế truy kích lăng hàn vậy làm sao bây giờ cũng không thể trông cậy vào thiên địa đúng dịp xuất hiện năng lượng phong bạo vừa vặn giúp ngăn cách lang hàn cùng thanh loan đại đế. Không bài trừ chuyện này, nhưng mà, khả năng này quá nhỏ, dùng tính mạng đánh cực vận khí, chuyện này không khác gì chịu chết. Cho nên, để bảo đảm lang hàn không việc gì, ba người đa gia Phật đều phải ngăn cản thanh loan đại. Đế, việc này rất nguy hiểm, cực kỳ có khả năng làm ba vị chuẩn đế trọng thương, thậm chí vẫn lạc một hai người. Đại đế có thể xem thường hay sao, cho dù là đại đế có vấn đề ba vì tiền bối, lăng hàn trần chờ cát lão gia tử đã chết vì hắn, hắn cũng không hy vọng lại thấy có người bởi vì hắn mà vẫn lạc. Không sao cả, đa gia Phật cười một tiếng, chúng ta mượn đi vài món đế binh, chỉ hộ tống ngươi tiến vào vực sâu nguyên thủy, tin tưởng chúng ta vẫn có thể làm được. Lời này, hắn sinh ra tự tin, lăng hàn chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, tốt, thời gian cấp bách, hắn không thể không quyết đoán, nguyên nhân lần này xuất kích quá nguy hiểm. Lăng Hàn lựa chọn hành động đơn độc, nếu không, mang theo đám người hầu ca, đại hắc cầu sẽ gia tăng độ khó cho ba vị gia Phật lên gấp 10 gấp trăm lần. Đinh Thụ, tỉnh Hảo Nhiên và Thủy Thanh Sưởng đều lưu lại tứ nguyên tinh, nếu thật gặp tuyệt địa đánh tới, hoặc thần thú đại đế trong vực sâu xuất thế, bọn họ cũng có thể thu tinh cầu vào cơ thể và bỏ chạy. Không có chiến lược đế cấp tọa chấn, bọn họ không thể làm gì. Lang Hàn ở cùng các nữ nhân của mình vài ngày, sau đó lại theo ba vị đa gia Phật lên đường. Lần này tiến vào vực sâu nguyên thủy, chỉ sợ hắn không tu thành chiến lược đại đế thì hắn không đi ra thứ nhất hắn không nguyện ý thứ hai có đại đế tọa trấn hắn rất khó có cơ hội đi ra bởi vậy tất cả mọi người là biện diện chia tay phu quân người phải bảo trọng thủy nhạn ngọc chỉ mộng hàm các kiều thê đều dặn đi dặn lại phải nhớ mang theo bảo vật về lời này là của hổ nữ hai mắt nàng sáng lên lấp lánh khóe miệng mang nuốt nước bọt nàng đang chờ mong hắn mang cho nàng đồ ăn ngon ví dụ thịt rồng gì đó tiểu hàn tử đi dẹp yên đám ngụy thần thú kia đi. Tiểu Thanh Long gào lên, thu, Tiểu Hồng Điều gật đầu, nàng và Tiểu Thanh Long đều đồng cảm, phụ mẫu chết đi lại sống lại, đây là khinh nhờn. Nhớ tán thật nhiều nữ nhân, dẫm thêm mấy thiên tài. Đại hát cẩu vỗ vai lăng hàn, nếu có mẫu kim, nhớ kỹ cho cẩu ra một khối, người xem, quần lót của cẩu ra bị rách còn chưa bổ sung đấy. Nó còn cố ý vỉnh mun lên, banh, lăng hàn đá đại hát cẩu bay đi không còn hình bóng. Chỉ có nữ hoàng không nói gì, nàng hôn lăng hàn một cái đầy bá khí, có không ít người che mặt vì khó xử. Sau đó đám tiểu bối của lăng hàn đang ở lại trong nguyên thế giới, nhưng hắn đã sống nhiều kỷ nguyên, con cháu thành đàn, cho dù là các đế tộc cũng nghe răng, vốn tưởng rằng lăng hàn là người trẻ tuổi, nhưng vì cái gì tộc đàn khổng lồ như thế, hơn nữa tại sao còn nhiều như vậy. Sau khi cáo biệt thật lâu, lăng hàn và ba chuẩn đế xuất phát, bọn họ lại đi tới lối vào vực sâu nguyên thủy. Bọn họ tiến vào, thời điểm ở trong thông đạo đã cảm ứng được đế uy tràn ngập một đầu thanh loan to lớn vắt ngang ở nơi đó, cũng chặn đường nối. Quả nhiên, các ngươi vẫn tới. Thanh loan đại đế phát ra giọng nói mang theo uy nghiêm đáng sợ, hắn dương cánh ra, hưu hưu hưu, ngàn vạn đạo hào quang mang theo quy tắc cửu tinh đánh tới, uy lực thật sự rất đáng sợ. Ông ông ông, bốn người lăng hàn cùng nhau thức tỉnh đế binh, bọn họ ngăn cản công kích của thanh loan đại đế. Đương nhiên lăng hàn đế binh sử dụng thanh trúc kiếm, mà ba vị đa gia Phật lại mượn đế binh của các đế tộc khác lúc này không cho phép các đế tộc tư tàng bốn kiện đế binh đồng thời phát huy tương đương với bốn tên đại đế đồng thời thức tỉnh đồng thời công phạt thanh loan đại đế trên thực tế đế binh không cách nào so sánh với đại đế nhưng thời kỳ thiên hạ không đế đế binh đủ cường đại có thể tùy tiện trấn áp thánh nhân cho nên mới có cách nói đế binh phát huy tương đương với đại đế thức tỉnh nhưng mà bốn kiện đế binh đồng thời phát huy việc này cũng khủng bố hơn nữa dù sao bản thân thanh loan đại đế cũng có vấn đề không thể so sánh với đại đế chân chính. Oanh, 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 bốn người lăng hàn liên thủ là đỡ được thế công của thanh loan đại đế, nhưng rõ ràng, bọn họ vẫn rơi vào hạ phong. Đại đế phát huy bá đạo như vậy, không cho phép người không phục. chương năm 1233, khoáng thạch tinh khiết cao độ. Đại đế quá cường đại, bốn vị chuẩn đế đều là thức tỉnh đế binh, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một vị đại đế. Mà nói đến lực bền bỉ, chuẩn đế lại thế nào cùng đại đế so sánh? Cho nên, chiến đấu một lúc sau, khẳng định là Lăng Hàn bốn người muốn bị thảm bại. Đi, đa ra Phật hét lớn một tiếng. Ba tên chuẩn đế đều dùng toàn lực ứng phó, ngạnh kháng làm cho Thanh Loan Đại Đế để lộ ra khu vực trống. Lăng Hàn thì nhân cơ hội xuyên qua, hắn phát động phượng rực thiên tường bỏ chạy như bay. Hừ, tự tìm cái chết. Thanh Loan Đại Đế cười lạnh, hắn cũng không quay đầu lại, cánh chấn động hóa thành bàn tay cực lớn bắt lấy Lăng Hàn. Ông ông ông, lúc này ba vị đa gia Phật đã cùng nhau đốt cháy đế nguyên, trong nháy mắt đã gia tăng chiến lực lên rất lớn, cũng áp chế thanh loan đại đế gắt gao. a à, thanh loan đại đế giận dữ, nhưng sau khi đốt cháy đế nguyên, chiến lực ba tên chuẩn đế có tăng lên rất lớn, lại thêm đế binh trợ giúp, hoàn toàn có tư cách ngăn chặn hắn. Thanh loan đại đế phát ra tin tức liên hệ với các thần thú đại đế khác chặn đường lăng hàn, một bên khác, hắn nhìn chầm chầm vào ba người đa gia Phật, trong mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Nếu các người tự tìm đường chết, bản đế sẽ thành toàn các ngươi. Rút lui, ba vị đa gia Phật nhìn thấy bóng dáng của Lăng Hàn đã biến mất, bọn họ lập tức đình chỉ đốt cháy đế. Nguyên, sau đó bắt đầu rút lui, mặc dù đế nguyên của chuẩn đế ít, nhưng đủ để đốt cháy mấy lần. Thanh Loan đại đế đã mất đi tung tích của Lăng Hàn, đương nhiên sẽ không lại đi lãng phí thời gian, hắn bắt đầu truy sát ba vị chuẩn đế, đường đường đại đế, hắn làm sao nuốt trôi cơn tức này. Ba người trốn, một đuổi theo, đương nhiên tốc độ của đại đế càng nhanh, nhưng Thanh Loan Đại Đế muốn đuổi kịp ba vị chuẩn đế cũng phải đối kháng ba đế binh thức tỉnh. Nói đến chiến lực, ba vị chuẩn đế và ba kiện đế binh cũng không thể địch lại đại đế chân chính, nhưng mà, chỉ dùng để hộ thân thì không có vấn đề quá lớn. Bởi vậy, ba vị đa gia Phật một mạch rút lui, mặc dù kinh nhưng lại không hiểm. Thanh Loan Đại Đế rất tức giận, hắn điên cuồng đuổi theo, không có ý dừng tay. Lại nói Lăng Hàn, hắn xông phá phòng tuyến của Thanh Loan Đại Đế, sau đó hắn hối hả tiến lên, sau đó lại thu liếm khí tức của mình. Hắn cũng không phải không biết, trong khu vực tầng thứ nhất có tới 9 thần thú, ách, có lẽ hiện tại là 8 thần thú. Nhưng một thần thú khác xuất hiện, hắn không phải là đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải ẩn giấu thân tích, ong ong ong, cũng không lâu lắm, Lăng Hàn phát hiện một đạo khí tức đáng sợ bộc phát. Đây là đằng xa đại đế, Lăng Hàn chỉ nhìn thấy cái bóng, nhưng hắn có thể khẳng định, đó chính là đằng xa đại đế. Hắn càng thêm cẩn thận, bị đại đế truy sát, chuyện này không phải chuyện đùa. Nguyên nhân không có gặp được thiên địa phong bạo, qua mấy ngày sau, Lăng Hàn đã đi tới thành. Chân Long, hiện tại nơi này cũng không có thanh loan tỏa chấn, cũng không có chân Long đại đế, đối với Lăng. Hàn mà nói, nơi này không khác gì không có phòng ngự. Hắn quan sát một chút, phát hiện cửu đại môn đồ. Sống lại, cho nên, người nơi này vĩnh viễn sẽ không giảm bớt, cũng vĩnh viễn sẽ không tăng nhiều. Vận mệnh của mỗi người đã được quyết định sau khi sinh ra, có trở thành môn đồ đại đế, nở mày nở. Mặt, có trở thành thành thủ vệ thánh cấp, chỉ ít cũng xem như một nhân vật, còn có chút người sẽ thành. Thợ mỏ, lao động suốt ngày đêm, lang hàn lại ẩn vào trong kho tàng, hắn muốn xem nơi này có thần thạch hay không, kết quả lại làm. Cho hắn thất vọng, nguyên nhân mỗi khi tích lũy đến số lượng nhất định, đại đế sẽ bắt đầu tinh luyện sáng tạo chi kim. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại, tích lũy sẽ rất ít, không có khả năng có nhiều. Lần này, nguyên nhân có vô nhai đại đế cung cấp tin tức, lang Hàn suy đoán những thần thú đại đế. Tinh luyện sáng tạo chi kim vì chế tại siêu cấp đế binh, dùng để đối phó đám người vô nhai đại đế. Nếu không, thật sự chẳng có ý nghĩa gì, lang Hàn đứng trong khu mỏ quặng, hắn quyết định phải làm những gì. Đại đế khu vực tầng thứ nhất hiện tại đang tìm hắn ở khắp nơi, cho nên, hắn trốn trong quặng mỏ một. Thời gian là lựa chọn tốt nhất, ngược lại tốc độ thời gian ở đây trôi qua rất nhanh, cho dù lãng phí chút thời gian cũng không sợ thế là lăng hàn ở lại ngay nơi này hắn không có mặc chiến giáp đặc thù nguyên nhân trong tay lăng hàn đã không có pháp khí không gian lại không thể thu vào trong cơ thể cho nên còn không bằng một mình đi cho thuận tiện dù sao trước đó hắn có thể chống lại siêu trọng lực tại nơi này hiện tại càng nắm giữ chiến lực chuẩn đế thợ mỏ ở nơi này rất nhiều nhưng lấy thực lực của lăng hàn hắn không muốn bị phát hiện như vậy sẽ không ai phát hiện ra hắn nhưng mà cũng không lâu lắm thợ mỏ nơi này lưu truyền cố sự gặp quỷ, có người thề son sắt nhìn. Thấy có người đang đi lại ở nơi này, nhưng lóe lên đã không thấy tăm hơi. Mấy ngày sau, trong hầm mỏ xuất hiện tiếng hô lớn, người người đều nhảy dựng lên. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn đi tới cửa khu mỏ, thì ra thợ mỏ đào được khoáng thạch có độ tinh khiết cao. Chuyện này cũng hấp dẫn Tam Vương đang tọa chấn nơi này tới, hắn tiếp xúc khối khoáng thạch này. Tam Vương cười ha ha, hắn cực kỳ hưng phấn. Lăng Hàn cũng cười to, hắn thong dong đi tới ngay từ đầu tất cả mọi người không có ý thức được không ổn dù sao mỗi người đều rất kích thích nhưng sau khi có người nhìn sang hắn tình huống liền không đúng âm thanh của những người khác dần dần biến mất sau đó càng nhiều ánh mắt nhìn về phía lăng hàn người kia là ai ngươi là người phương nào ánh mắt tam vương cũng nhìn chăm chú vào lăng hàn lão tam ngươi không có nhớ chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi sao lăng hàn cười nói tam vương ngây người người này cực kỳ lạ lẫm Hắn chưa bao giờ gặp qua. Hư, dám can đảm tự tiện đi vào nơi đây, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi không có quả ngon để ăn. Tam vương trực tiếp xuất thủ bắt lấy lăng hàn. Ngoại giới hơn 300 năm, đặt trong vực sâu nguyên thủy đã hơn 3 vạn năm, bởi vậy, tam vương. Hồi sinh đã sớm tu thành thánh nhân, thậm chí còn là cấp bậc lục tinh. Lại thêm bạch ngân chiến giáp gia trì, chiến lực của hắn tương đối kinh người. Oanh, bàn tay của hắn đen như mực, hắn muốn chế trụ lăng hàn chết, năm ngón tay của hắn siết chặt, hắn muốn bóp chết Lăng Hàn. Nhưng mà, hắn lại hoảng sợ phát hiện, năm ngón tay không thể làm gì Lăng Hàn. Đây là một khối thánh tài liệu sao? Không, cho dù là thánh liệu, đối mặt với chiến lực nhị thập tinh của hắn cũng phải biến hình. Ngươi là biến thái, Lăng Hàn cười nói, lão Tam vẫn nhiệt tình như vậy, vừa gặp mặt đã bắt tay sao? Tam Vương thu tay về, ánh mắt hắn xoay tròn. Hắn không thể phát ra được tín hiệu để cầu đại đế trợ Giúp, làm sao bây giờ, lúc này hắn suy nghĩ rất nhiều, đến, giao khối khoáng thạch kia cho ta. Lăng Hàn cười nói, hư, người đang tự tìm đường chết, tam vương quả quyết cự tuyệt, đây chính là đồ vật đại đế chỉ định muốn, nếu chắp tay nhường cho. Lăng Hàn, hắn sẽ bị trọng phạt, Lăng Hàn lắc đầu, lẩm bẩm nói, người đang ép ta giết người lần nữa hay sao? Chương năm 1234, núi đá, người đang nói bậy bạ gì đó, tam vương quát, ai, Lăng Hàn lười nói nhảm, hắn xuất trưởng ba tam vương biến thành một đám bùn nhão cho dù có bạch ngân chiến giáp bảo vệ cũng vô dụng lang hàn công kích quá bá đạo dù không đánh nát bạch ngân chiến giáp nhưng lực lượng chấn động vẫn đánh tam vương thành thịt mạt chỉ là thánh nhân lục tinh cảnh này làm các thợ mỏ kinh ngạc và sợ hãi quá kinh khủng trong mắt bọn họ môn đồ đại đế chẳng khác gì thiên thần lại không chịu nổi một kích chẳng lẽ vị này là tôn đại đế sao lang hàn nhoẻn miệng cười tốt rồi tốt rồi đã xem xong náo nhiệt mọi người nên làm gì thì làm đi tuyệt đối không nên làm chế nải chính sự ách người muốn tiếp nhận chức thủ lĩnh thợ mỏ sao các thợ mỏ không dám đối nghịch bọn họ không thể ra ngoài bọn họ không có chiến giáp bảo vệ đi ra ngoài chính là con đường chết cho nên bọn họ như chim trong lồng đối nghịch với lăng hàn làm gì bọn họ đàng hoàng đào quáng lăng hàn lại bắt ba tên thánh nhân chấn giữ nơi này lại chỉ cần bỏ đi hộ giáp của bọn họ bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Lăng Hàn tiếp xúc khối khoáng thạch kia, sau khi trừ tạp chất đi, hắn nhận được một khối sáng tạo chi. Kim lớn như ngón tay cái, đây chính là đại thu hoạch, phải biết, cho dù đám người vô nhai đại đế lợi dụng tiên thiên kim linh gửi sáng tạo chi kim. Cũng chỉ lớn như thế, việc này đã dẫn tới chân long đại đế tự mình xuất động tranh đoạt. Cũng chính vì như thế mới làm vực sâu hệ xuất hiện trước mặt tuyệt địa hệ. Cả hai không phải một bọn, nhưng chưa nói tới đối địch, trước mắt vực sâu hệ chỉ canh giữ ở bên trong vực sâu nguyên thủy dường như không có dã tâm gì mà tuyệt địa hệ cũng nước giếng không phạm nước sông nhưng một khối sáng tạo chi kim rơi vào trong tay vực sâu hệ không biết sẽ mang tới bao nhiêu phiền phức cho đám người vô nhai đại đế hắc hắc chuyện này chứng minh ta có đại phúc vận tới đúng dịp như thế hắn rất không biết xấu hổ khoe khoang hắn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp hắn muốn tăng uy lực của chuẩn đế binh sáng tạo chi kim không ngừng dung nhập vào bên trong hỗn độn cực lôi tháp từ đó bảo tháp không ngừng sinh ra biến hóa nhưng bây giờ cũng không rõ rệt lăng hàn có cảm giác mẫu kim đang sinh ra biến đổi lớn một khi phát sinh hỗn độn cực lôi tháp sẽ thoát thai hoán cốt vô nhai đại đế nói sáng tạo chi kim có thể đúc ra đế binh mạnh nhất chuyện này không phải câu nói ngoa hơn nữa lăng hàn cảm thấy đây không phải đế binh mà là tồn tại vượt qua đế binh nhưng mà, chuyện này cần rất nhiều rất nhiều sáng tạo chi kim. Khó trách 36 thần thú đóng quân ở đây, nếu quả thật có thể rèn đúc ra một cái siêu đế binh. Lại do đại đế thao túng, có phải sẽ miểu sát đại đế? Giống như chuẩn đế nắm giữ đế binh, không có một tên nào chuẩn đế dám đối kháng chính diện. Còn tốt chính là, đây là một loại biến chất, cần đạt tới giá trị nào đó mới sinh ra biến chất, bằng sẽ có. Tăng lên nhưng biến hóa không lớn, lang hàn thấy... Hỗn độn cực lôi tháp hiện tại chỉ kiên cố hơn một chút, nhưng muốn nói uy lực có bao. Nhiều tăng lên, dường như không được một phần mười. Sau ba tháng, lại có ba tên thánh nhân tới thay ca, bị lăng hàn giam cầm toàn bộ. Nhưng chuyện này cũng mang ý nghĩa nơi đây không thể ở tiếp, thành chân long sẽ phái người tới. Đây điều tra, lăng hàn dứt khoát thu tất cả người vào trong cơ thể, cho dù vực sâu có thể sáng tạo sinh mệnh nhưng. Cũng cần thời gian, sau đó, hắn nghênh ngang rời đi, đi tới thành thanh loan vận khí không tệ, hắn đi tới đây không gặp được thiên địa phong bạo, bởi vậy, qua năm ngày sau, lăng. Hàn đã đi tới thành Thanh Loan, hắn không khỏi nghĩ đến, trước đó hắn tham gia chín thành tranh bá ở nơi này, còn thắng được một. Tiểu bi nương cảm mến, không biết hiện tại Mạc Tử Vân có trùng sinh hay không, thời điểm gặp được. Hắn có bị hắn hấp dẫn lần nữa hay không, Lăng Hàn chắc chắn sẽ không nhàm chán đi trêu chọc Mạc Tử Vân, mà là lặng lẽ thông qua. Nơi này cũng không có đại đế tọa chấn, thanh loan đại đế chạy tới chấn thủ đường nối, mà chân long. Đại đế không biết trốn tới góc nào làm lại từ đầu, cho nên, tạo thành hai tòa thành thị trống rỗng. Nhưng lăng hàn cũng không dám làm loạn, chỉ ít đằng xà đại đế đang tìm hắn ở bốn phía, phát hiện. Hai tòa thành thị phát sinh dị động, khẳng định sẽ chạy tới trước tiên. Cho nên, lăng hàn vô cùng ít xuất hiện, hắn tiếp tục đi tới. Bắt đầu từ nơi này, hắn cảm thấy rất lạ lắm, đây là con đường hắn chưa từng đi qua. Lăng Hàn không có đi tới thành thị thứ ba, hắn chỉ cần nắm giữ quỹ tích hành động của mình, hắn cũng. Đoán ra thành thị thứ ba nằm ở đâu, có lẽ sớm có đại đế đang bày đại trận chờ hắn. Bởi vậy, Lăng Hàn đi khắp núi đồi, mục tiêu của hắn là mạnh lên, mà thủ đoạn mạnh lên chủ yếu chính. Là vật chất thủy nguyên, đã như vậy, hắn cần đi không đi ra ngoài. Nhưng mà, vật chất thủy nguyên rất hiếm có. Cho dù ở khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy, tỷ lệ sản xuất vật chất thủy nguyên sẽ lớn hơn nhiều, nhưng mà, muốn tìm được cũng phải dựa vào vận may. Lang Hàn nguyện ý thử vận khí một chút, thời gian chảy nơi này gấp trăm lần ở nơi khác, cho nên hắn mới có thời gian lãng phí. Hắn cất bước đi không mục đích, hắn cũng không mực chiến giáp, nhưng với thể phách mạnh mẽ của hắn, thực lực của hắn rất cường đại, không có chiến giáp cũng có thể đi lại dễ dàng. Trừ phi gặp được thiên địa phong bạo, không thì vực sâu nguyên thủy không có uy hiếp với hắn. Từ nơi này không khác gì khu vực bên ngoài, đó là một phiến bình nguyên hoang vu, người vật vô hại. Đương nhiên, cho dù là thánh nhân, trong tình huống không có bảo vệ tiến vào nơi này cũng sẽ bị. Nhiên thành cặn bã, lang hàn nhanh chân bước đi, trước mặt xuất hiện một rừng đá. Hắn không có đi đường vòng, hắn tiến thẳng vào bên trong. Âm âm, không lâu lắm, đột nhiên hắn nghe được tiếng nổ lớn giống như mặt đất đang rung động. Phải biết, kết cấu nơi này vững chắc cỡ nào, cho dù có đại đế xuất thủ cũng không thể tạo ra nhiều phá. Hư, là tồn tại gì có thể làm mặt đất rung động lang hàn không thể áp chế lòng hiếu kỳ hắn bước nhanh tiến lên một đoạn hắn kinh ngạc phát hiện trên mặt đất xuất hiện từng khối đá nhấp nhô trang diện này rất hùng vĩ mỗi một tảng đá giống như có sinh mệnh chúng không ngừng lao về một hướng như vạn mã bôn đằng mới làm cho mặt đất rung động như vậy a à, đây là cái gì sạt lở đất lang hàn lại lại tiến lên phía trước hắn phát hiện tất cả tảng đá đang xếp vào nhau như xếp gỗ thú vị đây là cái gì bởi vì tò mò, Lăng Hàn liền dừng lại nhìn một hồi, hắn muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Rất nhanh, tảng đá lăn tới đây càng ngày càng nhiều, hóa thành một ngọn núi. Lúc này, đã không còn tảng đá lăn tới, bốn phía khôi phục bình tĩnh, trừ nơi này xuất hiện ngọn núi thì. Không còn chút dị dạng, đã không còn, Lăng Hàn nhe răng, hắn thật sự rãnh rối tới mức điên rồi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, núi đá trước mặt rung động. chương năm 235 chuẩn đế thạch nhân. Những đá này giống như có sinh mệnh, chúng không ngừng nhấp nhô, bản thân tích tụ lại tạo thành. Hình người, tảng đá, cự nhân, cự nhân cao 10 trượng, hai tay quá gối, một đầu lâu tròn vo giản dị, không có ngũ quan, cũng không. Có đôi mắt, Lăng Hàn lại phát hiện mình bị nhìn chằm chằm vào. Mấu chốt là khí thế, khí tức cấp bậc chuẩn đế ấp tới, áp lực như núi. Tảng đá này chính là chuẩn đế, Lăng Hàn cảm thán, ở bên ngoài, người có thể tu thành chuẩn đế không nhiều hơn đại đế bao nhiêu nhưng tại nơi này, tùy tiện một chút tảng đá có thể tích tụ ra một chuẩn đế, làm sao không làm người. Ta cảm khái cơ chứ, tân tân khổ khổ tu luyện, không bằng ý niệm của thiên địa. Thạch đầu nhân nghiêng đầu, giống như đang đánh giá lăng hàn, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc, nó. Vùng cánh tay to dài tấn công lăng hàn, oanh, một kích này mang theo thanh thế to lớn, đáng sợ vô cùng. Chuẩn đế xuất thủ, có thể không kinh người hay sao? Lăng Hàn hiện tại đã nắm giữ 80 đạo quy tắc bát tinh, hắn không e ngại đối phương, hắn xuất. Quyền ngăn cản, bành, hai nắm đấm lớn nhỏ va chạm vào nhau, từ đó sinh ra sóng xung kích vô cùng khủng bố, bành bành. Bành, dù cho mỗi tảng đá ở nơi này nặng như tinh cầu cũng bị sóng xung kích cấp chuẩn đế làm chấn. Động, tất cả đều chuyển động, giống như lại phát sinh địa chấn. Chuẩn đế cường đại như vậy, nhưng mà, chuyện này cũng đó có thể thấy thiên địa ở nơi này kiên cố, cho dù có chuẩn đế xuất thủ. Cũng không thể làm tảng đá ở đây sứt mẻ thân thể lăng hàn chấn động hắn không tự chủ được mà lui lại hắn liên tục lui vài dặm mới có thể đứng vững khá lắm hắn nói thầm trong lòng thạch đầu nhân có chiến lực không kém hơn đa gia phật thiên địa xuất thủ trực tiếp gia tăng thực lực lên chuẩn đế cửu tinh hay sao lăng hàn cũng không cảm thấy thạch đầu nhân cũng từng bước tu đến chuẩn đế tu luyện ở nơi này căn bản không thực tế cho nên nó chắc chắn vừa sinh ra đã là chuẩn đế hơn nữa còn là cấp bậc đỉnh phong không có thân thể tịch diệt chín lần tại sao thức tình lang hàn lập tức giật mình hệ thống tu luyện hiện tại là võ giả tự nghĩ ra vậy tại sao không thể có loại hệ thống tu luyện thứ hai loại thứ ba lại nhắm thẳng vào hạch tâm ý nghĩa tu luyện không phải là vì cường đại sao nhưng thế giới này ai mạnh ai yếu không phải do thiên địa quyết định hay sao thiên địa muốn thạch đầu nhân có tu vi chuẩn đế hơn nữa chiến lực còn là mạnh nhất trong chuẩn đế còn cần tu luyện cái gì trong lúc nhất thời đột nhiên tâm thần lăng hàn rung động, giống như bắt được cái gì, nhưng hắn lại. Càng loạn, hắn muốn tìm ra con đường chính xác trong đó là khó cỡ nào. Oanh, lúc này, thạch đầu nhân lại xuất ra một quyền, năng lượng đáng sợ sôi trào. Lăng hàn cười ha ha, hắn thu hồi tâm tư và ngạnh kháng thạch đầu nhân. Đánh với đa gia Phật, nguyên nhân song phương đều có khắc chế, cho nên chỉ có thể nói là luận bàn. Thí nghiệm chiến lược một chút, không có cách gì chân chính kiểm tra ra chiến lược cực hạn của bản thân nhưng thạch đầu nhân thì khác, nó cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lăng Hàn cũng cần đối thủ như vậy, cho hắn đủ áp lực, như thế mới có thể kích phát ra tiềm lực của hắn, oanh, 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 hai đại chiến lực chuẩn đế chiêu chiêu liều mạng, hoàn toàn không có có kỹ xảo, đều là đấu pháp trọi. Cứng với nhau, nguyên nhân không có sử dụng năng lượng hủy diệt, đại đạo quang, cho nên Lăng Hàn đã lâm vào hạ. Phong, hơn nữa thế yếu hết sức rõ ràng, nhưng hắn muốn bước ra cực hạn của bản thân, hắn chậm chạp, không chịu vận dụng át chủ bài. Kể từ đó, tình thế của hắn tràn ngập nguy hiểm. Hống hống hống, thạch đầu nhân suốt quyền đánh lang hàn bay xa, hắn chấn động tới mức lỗ chân lông phun máu. Máu tươi chảy ra, trong nháy mắt đã biến thành huyết nhân, da hỏa này vô cùng kích thích giống con. Tinh tinh vỗ vào ngực, ha ha, có muốn ta giới thiệu tiểu thạch đầu cho ngươi hay không? Lang hàn lau máu tươi trên khóe miệng, thạch đầu nhân này làm hắn nhớ tới thạch đầu nhân mà. Hắn thu phục trong nguyên thế giới, song phương có cách làm khác nhau nhưng lại giống nhau tới kỳ diệu nhưng tiểu thạch đầu trong nguyên thế giới quá yếu hiện tại chỉ mới bước lên tiên đồ không biết ngươi là công hay mẫu nếu là công chẳng phải sẽ thành cơ hay sao hắn còn thì thào oanh thạch đầu nhân lại xuất quyền đánh tới nó không lưu tình chút nào lăng hàn dùng khí lực va chạm nhưng chiến lực tranh lệch rất rõ ràng đánh lâu không được lăng hàn đã lâm vào hạ phong đã hiện rõ bại cục dường như thạch đầu nhân rất kích thích nó không ngừng thần thức chấn động phát ra tiếng kêu thế công càng nhanh dường như nó muốn đánh tan lăng hàn ngay lập tức ha ha đến lăng hàn cảm thấy không sai biệt lắm hắn đã ép ra chiến lược cực hạn của bản thân không thể lại bị động bị đánh như vậy oanh hai tay của hắn chấn động trên nắm tay xuất hiện đại đạo quang cùng năng lượng hủy diệt từ đó tỏa ra khí thức vô cùng nguy hiểm thạch đầu nhân cũng ngẩn ra mặc dù không có ngũ quan nhưng có thể nhìn thấy nó rất thận trọng không dám tới Lăng Hàn cười to nói, thạch đầu nhân giống như bị chọc giận, nó tung người lên cao và nện xuống. Với trọng lực đáng sợ của nó, chỉ cần nó đè xuống cũng đủ đè chết chuẩn đế. Lăng Hàn cũng không dám bị đối phương đè chúng, hắn vội vàng rút lui, hai tay đánh liên tục, đánh về. Phía thạch đầu nhân, thạch đầu nhân gào lên, nó như kẻ ngốc đấu quyền với Lăng Hàn. Bang, sau một kích này, Lăng Hàn lại bị đánh bay, nhưng thạch đầu nhân gào to, thần thức chấn động. Như biển một quyền này tạo thành phá hư rất lớn dù phòng ngự mạnh như thạch đầu nhân cũng gánh không được hai nắm đấm lóm vào và hóa thành cho tàn thạch đầu nhân nghiêng đầu dường như đang suy nghĩ cái gì đó nó hất tay lên ba 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 tảng đá chỗ nắm đấm rơi xuống và biến thành cổ tay trụi lủi a à, ngươi là tráng sĩ chặt tay sao nhưng trong nháy mắt tiếp theo thạch đầu nhân duỗi hai tay ra hai khối đá lớn ở gần đó bay lên và phân biệt bám vào cổ tay của nó từ đó tạo thành hai đấm lần nữa Chuyện này, còn có thể như vậy. Lăng Hàn nhe răng, nếu không thể một kích đánh chết thạch đầu nhân, như vậy chỉ cần ở nơi có tảng. Đá, gia hỏa này không những không chết được, thậm chí còn không thể gây tổn thương. Đây là đại gia hỏa đáng sợ. Được rồi, không thể khai chiến ở nơi này. Lăng Hàn xoay người chạy, hắn không dám ham chiến. Thạch đầu nhân bối rối, đang đánh vui vẻ, tại sao ngươi không đánh tiếp? Không được, nó lập tức cất bước đuổi theo Lăng Hàn. Một chạy một đuổi, hai bên tung hoành trong rừng đá cũng không biết may mắn hay bất hạnh, trên đường đi lại không gặp được thiên địa phong bạo, bằng không chẳng những lang hàn bị chặn, hắn còn bị ép đánh một trận hay thạch đầu nhân từ bỏ truy. Kích, hai tháng sau, bọn họ đã lao ra khỏi khu rừng đá, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một phiến biển cả. Chương 5236, hóa thủ thành bạn. Biển cả bao la, nước biển xanh lam, không sóng không gió, nơi này đẹp như một khối mã não. Lang Hàn dừng bước, hắn đứng ở trên bờ cát, ngốc tử thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? hắn cười nói. đột nhiên thân thể thạch đầu nhân run rẩy, lang hàn cho rằng nó có bệnh gì đó, không nghĩ tới lại có thần thức chấn động truyền tới. mặc dù không có ý nghĩa gì nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng, nó đang cười to. ách ý của ngươi là ta đang khoác lác hay sao? bị xem thường cỡ nào? lang hàn nhe răng. mặc dù là một chuẩn đế nhưng trí lực của thạch đầu nhân quá thấp. hắn bị thạch đầu nhân trí lực thấp cười nhạo. tốt đánh ngươi thật sảng khoái. Lăng Hàn cười lớn một tiếng, hắn lao tới tấn công thạch đầu nhân, oanh, năng lượng hủy diệt sôi trào. Đại đạo quang lấp lánh, bang, 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 song phương đại chiến vô cùng kịch liệt. Nếu như đổi lại thành đa gia Phật, hắn nhất định sẽ không vật lộn cận thân với Lăng Hàn, mà là sẽ kéo. Ra khoảng cách, không trực tiếp tiếp xúc với năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, đồ chơi kia có lực. Sát thương quá lớn, thậm chí vượt qua đế binh, thử hỏi một câu, chuẩn đế dám ngạnh kháng đế binh hay sao? Không thể, cho nên, Lang Hàn công kích còn kinh khủng hơn cả đế binh, thạch đầu nhân ra dày cũng không. Chịu nổi, nó đang tự tìm đường chết, mấy lần qua đi, đôi tay của nó không còn, nhưng nơi này lại không có tảng đá bổ sung, nó chỉ có thể. Trực tiếp dùng đôi tay mà thôi, nó vốn do tảng đá tạo thành, chuyện này không ảnh hưởng tới nó bao. Nhiêu, sau đó, hai cánh tay của nó ít đi từng đoạn, thẳng đến cánh tay biến mất. A, à, thạch đầu nhân ngạc nhiên, tại sao đang đánh nhau mà đôi tay của ta lại biến mất. Nhưng ngốc tử chính là ngốc tử, cánh tay không có sợ cái gì, không phải vẫn còn hai chân sao. Lúc này, nó đổi dùng hai chân đạp lăng hàn, lăng hàn bắt trước làm theo, không lâu lắm, hai chân của thạch đầu nhân cũng mất đi đùi, chỉ còn lại. Thân thể và cái đầu to lớn, nhưng ra hỏa này chính là kẻ lỗ mãng, tay chân cũng bị mất thì làm sao bây giờ. Nó trực tiếp lấy thân thể va chạm lăng hàn, nhưng nó không thay đổi phong cách chiến đấu như vậy làm sao không ăn thiệt thòi cơ chứ? Rất nhanh, thân thể của nó cũng biến mất, đầu cũng mất, cuối cùng, trong cơ thể của nó lưu lại một khối. Tinh thạch màu vàng đất tỏa ra khí tức sinh mệnh cường đại. Thứ này rất giống vật chất thủy nguyên, nhưng lại có khác biệt, giống như đồng suốt một mạch, nhưng... Lại diễn hóa thành phân cành mới. Lăng Hàn có cảm giác, nếu hắn luyện hóa khối tinh thạch này, Tu Vi sẽ không tăng lên, nhưng sinh mệnh. Bản nguyên sẽ mạnh hơn rất nhiều khối tinh thạch này giao phó cho tảng đá thạch đầu nhân sinh mệnh bằng không tảng đá cũng chỉ là tảng đá lang hàn do dự hắn có thể luyện hóa khối tinh thạch này mặc dù không cách nào tăng trưởng tu vi nhưng lại có thể lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên của hắn bổ khuyết tiêu hao to lớn lúc trước nhưng mà thạch đầu nhân đặc biệt đơn thuần thậm chí đánh với hắn chỉ vì chiến đấu đơn thuần mà không phải ôm tâm tư đánh chết hắn có thể thua tiểu đệ hay không tiểu đệ cấp bậc chuẩn đế đỉnh phong rất thú vị Lăng Hàn nắm tiếp xúc tinh thạch, hắn lại mang tới rừng đá lần nữa, sau đó đặt tinh thạch lên tảng đá. Lập tức, tảng đá kia rung động nhẹ nhẹ, sau đó tảng đá như sôi trào. Hiu hiu hiu, từng khối tảng đá bám vào sau đó trồng chất thành đấu, sau đó nhiều tảng đá bay tới. Vây quanh tinh thạch, sau đó, mắt trần có thể thấy, một tên thạch đầu nhân được trồng chất thành hình. Mặc dù không giống cái trước lắm, ếch, dù sao không phải dùng cùng một đống đá tạo thành, nhưng nó lại cho lăng hàn cảm giác giống nhau ngốc khờ oanh thạch đầu nhân vừa xuất hiện nó xuất quyền tấn công lăng hàn ngốc tử người đúng là vong ân phụ nghĩa lăng hàn lui lại nhưng mà thạch đầu nhân đánh một quyền dừng lại ở giữa đường sau đó nó thu hồi nó nghiêng đầu qua giống như đang nghi ngờ cái gì đó sau đó ngoan ngoãn thu hồi nắm đấm và xếp bằng ở trước mặt lăng hàn thần thức chấn động cười ngây ngô xuất hiện trong thức hải của lăng hàn ách thật khờ Lăng Hàn vươn tay vỗ lên người thạch đầu nhân, thạch đầu nhân không kháng cự, giống như nó rất. Hưởng thụ, ách, người không có mắt không có mũi, nhìn thật không tự nhiên. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn nhảy lên, đầu thạch đầu nhân và bắt đầu khắc họa gương mặt, thạch đầu nhân cũng không có cảm giác đau, hạch tâm của nó chính là khối tinh thạch màu vàng, cho. Nên, tinh thạch không hỏng, nó sẽ không hỏng, tảng đá bám vào chỉ là bảo hộ mà thôi. Bởi vậy, thạch đầu nhân ngoan ngoãn cho Lăng Hàn vẽ lên mặt. Ân, 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 không tệ. Lang Hàn tươi cười. Thạch Đầu nhân vốn không có mặt, bây giờ bị hắn vẽ ra hai mắt, cái mũi cùng miệng. Đây chính là gương mặt. Nếu có người khác ở đây, khẳng định sẽ lắc đầu. Nguyên nhân, Lang Hàn chẳng những không có năng lực đặt tên, trình độ hội hỏa cũng đáng lo. Vẽ ra con mắt, cái mũi, miệng cũng siêu siêu vẹo vẹo. Ách, dù sao cũng tốt hơn lúc trước. Lang Hàn an ủi chính mình. Người khẳng định có sở trường, có khuyết điểm. Thiên Phú võ đạo của ta yêu nghiệt như vậy, lại là đan đạo đế vương, trận đạo tông sư, cho nên, vẽ tranh không tốt cũng bình thường. Hắn suýt phát điên, vì cái gì thời điểm hắn vẽ trận văn, cho dù trận văn phức tạp thế nào cũng có thể vẽ. Cẩn thận, nắn nót, tại sao lúc vẽ mặt mũi lại kém như vậy? Ai, chuyện này chỉ có thể trách ông trời. Nghỉ ngơi một lúc, lang hàn cất bước rời đi, thạch đầu nhân vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi. Ở nhà ta có tiểu thạch, vậy ngươi gọi là đại thạch đi. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn đặt cho thạch đầu nhân cái tên hắn thật không có năng lực đặt tên lúc này cũng lộ rõ ra ngoài thạch đầu nhân không quan trọng nó chỉ dùng thần thức gào lên tốt người vui vẻ là được rồi lang hàn mang theo thạch đầu nhân tiến lên hắn lại tới bên cạnh biển xanh lần nữa xem ra chỉ có thể bay qua trước đó không có chiến lược chuyển đế Lăng hàn không có khả năng bay trong tình trạng siêu trọng lực nhưng bây giờ đã khác hắn có đầy đủ lực lượng thoát khỏi trọng lực trói buộc nhưng phi hành cần hao phí rất nhiều lực lượng nếu như không cần thiết kỳ thật lăng hàn cũng không muốn phi hành ngược lại chạy trên mặt đất cũng không chậm hắn bay vút lên không cũng bay về phía trước mà thạch đầu nhân bành nó vọt vào trong biển rộng sau đó nó chạy mất bước và biến mất không thấy bóng dáng ách trí thông minh này a à, được rồi người tự ở trong biển đi thôi lang hàn phát động nhãn thuật hắn nhìn thấy thạch đầu nhân trực tiếp chìm vào đáy biển cũng chạy trên thềm lục địa xèo hắn tiếp tục phi hành được rồi ba ngày, Lăng Hàn cảm thấy hơi mệt, hắn lại nhìn thấy trước mặt xuất hiện hòn đảo. Vừa vặn để hắn dừng chân, chương năm 1237, cự quy. a à, Lăng Hàn kinh ngạc, nguyên nhân hòn đảo này nổi trên mặt biển. Phải biết, vật chất bên trong vực sâu nguyên thủy đều nặng không gì sánh bằng, người xem, thạch đầu. Nhân có cấp bậc chuẩn đế nhưng lại không khác gì tảng đá chìm vào đáy biển. Hòn đảo này dựa vào cái gì mà lơ lửng, tiên dược, ánh mắt Lăng Hàn nhìn vào hòn đảo, phía trên sinh trưởng một gốc thực vật màu đỏ thắm kết ra một trái cây màu tím không lớn nó chỉ lớn bằng quả ô lưu toàn thân trong suốt vật chất thủy nguyên lang hàn nói nhỏ hắn mừng rỡ thật không nghĩ tới đi mòn gót sắt không tìm được vô tâm tìm kiếm lại gặp ngay đây là của ta hắn lao thẳng về phía hòn đảo nhưng lúc này hiu 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 chỉ thấy có vài trăm thủy tiễn bắn thẳng về phía hắn a à, lang hàn kinh ngạc tại sao hắn bị công kích là ai ra tay trong lòng nghi hoặc, nhưng Lăng Hàn sẽ không mặc cho Thủy Tiễn đánh chúng, hắn vội vàng cong. Người tránh né một kích này, xoát xoát xoát, Thủy Tiễn không ngừng dâng trào, cũng bắn thẳng vào Lăng Hàn. Khốn kiếp, là cái quỷ gì? Lăng Hàn chấn kinh, uy lực công kích đạt tới cấp bậc chuẩn đế. Càng xâm nhập vào sâu trong vực sâu nguyên thủy, quả nhiên càng nguy hiểm, chiến lược chuẩn đế. Xuất hiện liên tiếp, xoạt, lại nghe tiếng nổ lớn vang lên, sau đó nhìn thấy thạch đầu nhân từ đáy biển lao ra khỏi mặt nước nó bay thẳng lên không trung sau đó nện hai quyền vào hòn đảo lăng hàn nhe răng người trung tâm hộ chủ ta biết rõ nhưng người tuyệt đối không nên đập nát tiên dược tiên là tồn tại đặc thù nó có thể sinh trưởng trong địa phương ác liệt sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh nhưng cùng lúc đó bản thân nó lại cực kỳ yếu ớt dính một ít công kích sẽ phá hư lực công kích của thạch đầu nhân không có đáng sợ như lăng hàn nhưng nó thẳng ở thể phách cường đại mấu chốt là thân thể của nó bị đánh hỏng cũng không sao, phía ngoài tảng đá vốn chỉ là khôi giáp của. Nó mà thôi, banh banh banh, thủy tiễn bắn tới, cũng lưu lại thủng thủ trên người thạch đầu nhân, nhưng thạch. Đầu nhân không quan tâm, nó lại xuất thêm hai quyền. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, chỉ nhìn thấy cả hòn đảo nhỏ đang bị thạch đầu nhân nện lõm xuống một mảng. Lớn, sau đó, hòn đảo rung động rất mạnh, lang hàn nhìn thấy. Hòn đảo từ khác nhau địa phương phân biệt nhô ra bốn chân, đầu cùng cái đuôi. Chuyện này rõ ràng là một đầu cửa quy, trước đó chỉ là nó đem thân thể đều là rút vào trong mai rùa. Khốn kiếp, khó trách hắn bị công kích, xoát xoát xoát, cửa quy cùng thạch đầu nhân kịch chiến, thủy tiễn phi thiên, quyền ảnh cuồn cuộn. Chiến lực cửa quy không yếu hơn thạch đầu nhân, kịch chiến với nhau, thạch đầu nhân không chiếm. Được chút tiện nghi được, nhưng mà, nương tựa theo phòng ngự siêu cường của nó, nó cũng không mất. Mát gì, phát ra thần thức chấn động, phối hợp thêm mặt quỷ kịch chiến, còn lăng hàn cảm thấy vô, Cùng mừng rỡ, hắn không tiếp tục đứng xem cuộc chiến, tiên dược đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể ngồi nhìn. Lại nói, đại thạch là kẻ khờ, nếu nó đập vỡ tiên dược thì sao bây giờ? Lăng Hàn xuất kích, hắn không có ra tay với cự quy, mà là lao thẳng về phía tiên dược. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sát sinh, dù sao không thù không oán với cự quy. Không cần thiết sát sinh vô cớ, cự quy và thạch đầu nhân kịch chiến, phân thần hoàn mỹ, mà Lăng Hàn không bộc phát sát khí chút, nào vào lúc này hắn như hóa thành sát thánh của chiến thần cung lại mạnh hơn lão sát thánh vô số lần hắn không lộ ra sát cơ chuẩn đế cũng khó phát hiện sự tồn tại của hắn xèo lăng hàn đáp lên thân cự quy và rút tiên dược ngang cự quy phát ra tiếng giống đau đớn tại vị trí tiên dược bị rút ra xuất hiện một vết máu tươi máu tươi chảy ra cuồn cuộn a à, tiên dược do huyết nhục của cự quy uẩn dưỡng lăng hàn không có lập tức rời đi hắn tung người lên không trung hắn không giết cự quy, như vậy hắn có thể nhận được càng nhiều chỗ tốt, nhưng việc này cũng vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn. Hắn thật sự muốn mau chóng mạnh lên, nhưng sẽ không xây dựng ở trà đạp sinh mệnh người khác. Phía trên, nếu không, hắn khác gì các tuyệt địa chi chủ. Đại thạch, đi, Lăng Hàn nói, nhưng mà, thạch đầu nhân đánh rất hưng phấn, nó không tiếp thu ý kiến của Lăng Hàn, tiếp tục kịch. Chiến với cự quy, giống như nhất định phải tranh ra thắng bại tốt, Lăng Hàn tung người phối hợp với thạch đầu nhân chiến cự quy. Hai đại chuẩn đế liên thủ, hơn nữa đều là cấp bậc trí cường, cự quy làm sao ngăn cản nổi. Có điều qua khoảng trăm chiêu, cự quy gánh không được, nó lập tức lặn xuống nước trốn đi. Thạch đầu nhân còn muốn đuổi theo, lại bị Lăng Hàn cưỡng ép kéo đi. Ngang, nó ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, dáng vẻ buồn bực, là nam nhân cũng không cần sợ, chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân, Lăng Hàn vỗ đầu của nó, đi, nơi này không có chỗ chạm đất, không thể luyện hóa tiên dược lại nói lăng hàn liên tục phi hành ba ngay trong vùng đất siêu trọng lực ngay cả hắn cũng cảm giác kiệt lực cần phải nghỉ ngơi thật tốt không có cách nếu không có nơi đặt chân lăng hàn chỉ có thể bay tiếp may mắn chính là hai ngày sau rốt cục phía trước xuất hiện đất liền lăng hàn vội vàng đáp xuống và khôi phục thạch đầu nhân cũng bước ra khỏi biển thời điểm nó đi đến bên người lăng hàn nó run run thân thể để tách giọt nước ra khỏi người phải biết tất cả vật chất ở nơi này đều bị áp suất siêu cao, một hạt cát cũng nặng như tinh cầu, mà một giọt nước có trọng lượng đáng sợ hơn cả một tinh cầu, mấy trăm giọt đồng thời đánh chúng, cho dù là thánh nhân cũng phải chết, lang hàn bị chúng không ít giọt nước, ngay sau đó hắn nghe răng và nhìn sang thạch đầu nhân. Gia hỏa này cười ngây ngô, giống như ý thức được việc mình làm. Tốt, mặt cười ngây ngô là hắn vẻ lên, hắn nhận. Lăng Hàn nghỉ ngơi thật tốt, sau khi hắn khôi phục xong, hắn lại tiến hành luyện hóa tiên dược vật chất thủy nguyên bên trong gốc tiên dược u cung không nhiều, nhưng vẫn đủ giúp Lăng Hàn thu. Nạp ba đạo quy tắc, 83 đạo, Lăng Hàn tươi cười, quả nhiên, muốn nhanh chóng tăng tu vi chỉ có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy. Đại thạch, đi, hắn đứng lên, tiếp tục đi tới. Thạch đầu nhân đần đột, Lăng Hàn ngừng, nó sẽ ngừng, Lăng Hàn đi, nó sẽ đi theo. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa sơn mạch cao không thể thấy đỉnh, lại dài không có điểm cuối. Đi vòng là không thể nào, chỉ có thể trèo núi mà đi. Lăng Hàn cùng thạch đầu nhân bắt đầu trèo đèo lội suối, nhưng mà, khi bọn họ lên núi không đến bao. Lâu, tốc độ cùng chậm lại, trọng lực ở nơi này càng đáng sợ, càng mấu chốt chính là cái gì, ngọn núi cũng không bằng phần, khắp. Nơi là đá nhọn như lưỡi đao, nếu như bước lên, chẳng khác gì bị cắt thịt. Lăng Hàn nhất định phải đặt nhiều tinh lực vào phòng ngự, nếu không, cho dù là thể phách của hắn. Cũng không gánh được, chương 5238, thành quỷ nghiêu mới lên cao không quá vạn trượng, Lăng Hàn đã không thể không lui lại. Không kiên trì được, lòng bàn chân của hắn đã máu thịt be bét, lại cậy mạnh cứng rắn, bảo đảm chân. Của hắn sẽ bị mài đi, sau đó là mắt cá chân, đùi, thân thể sẽ bị mài sạch. Hắn thối lui đến chân núi, thạch đầu nhân cũng như thế, nó ngây ngốc đứng bên cạnh nó. Để ta nhìn chân của ngươi, Lăng Hàn nói, nhưng thạch đầu nhân không phản ứng chút nào, nó nhưng nghe không hiểu Lăng Hàn. Ách, Lăng Hàn ngồi dưới đất, Vỉnh hai chân lên, thạch đầu nhân học theo, nó ngồi xuống và vỉnh chân lên. Hai chân của nó cũng thay đổi hình dạng, dưới chân bị khoét ra một lỗ. T, nơi này thật đáng sợ, hắn và thạch đầu nhân đều không may. Đến lúc này, Lăng Hàn mới nhận ra việc đáng sợ khi tiến vào vực sâu nguyên thủy. Trước đó là thiên địa phong bạo, mặc dù đáng sợ nhưng có thể lẩn tránh, nhưng nơi này, muốn thông. Qua cần phải đi từng bước tiến lên, khó trách nói nơi này đại đế cũng có thể tiến vào nhưng khó ra. Hơn nữa, nơi này còn chưa phải nơi hạch tâm của vực sâu nguyên thủy. Không vượt qua được sao, Lăng Hàn nhìn núi đá vắt ngang trước mặt và cau mày. Hắn cũng không phải người tùy tiện chịu thua, vừa vặn, ta có thể dùng ma luyện ý chí và tâm cảnh. Vận chuyển thập tu thuật, vết thương dưới chân từ từ khôi phục, sau khi nghỉ ngơi, hắn bắt đầu leo. Núi, thạch đầu nhân không khôi phục bản thân, nhưng nó cũng không có cảm giác đau, Lăng Hàn đi thì nó. Đi, mặt mũi đần đột, lần này, lăng hàn lại leo lên một đoạn hắn lui tới chân núi lăng hàn rất hài lòng với mình chỉ cần có tiến bộ thì đây là chuyện tốt thiết kế phòng hậu kỳ âm thanh công nghệ tân tiến giải pháp tiêu âm cách âm thông minh hiệu quả nhất mỗi ngày hắn đều leo núi ngày từng ngày qua đi hắn có thể đạt tới độ cao càng ngày càng cao nhưng mà đoạn thời gian gần nhất tiến bộ của hắn càng ngày càng nhỏ dường như cũng sắp đạt tới cực hạn sau đó hắn vẫn có thể có tiến bộ nhưng mỗi ngày chỉ miễn cưỡng đi thêm vài chục bước, trên trăm. Bước mà thôi, nhìn nhìn lòng bàn chân của bản thân, dù có thập tu thuật chữa thương nhưng chân hắn như loạn đao. Chém chúng, hắn còn như thế, thạch đầu nhân càng thảm rồi, nó đã thấp đi rất nhiều. Hai cái đùi của nó bị san phẳng, nhưng không có quan hệ, nó hủy hai cánh tay biến thành hai chân. Dù tảng đá hai tay sắp bị mài hết, chuyện này không sao, nó còn có thân thể, có thể tùy tiện hủy. Đối với Lăng Hàn mà nói, Việc này không phải lãng phí thời gian, hắn đang rèn luyện ý chí của mình. Cứng rắn hơn, mà thể phách cũng mạnh hơn trước nhiều, chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng tên ngu ngốc bên cạnh, ách, Lang Hàn không rõ, nhìn nó đần độn như thế, Lang Hàn không biết làm sao. Còn phải gặm chết ngọn núi này sao? Lang Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn đã tiếp cận cực hạn, cho dù có thể ép ra một ít tiềm lực nhưng tiến bộ cũng sẽ không quá lớn, nếu đỉnh núi ở ngay trước mắt vậy hắn sẽ liều một phen nói không chừng có thể thành công nhưng bây giờ vấn đề là đỉnh núi xa không chạm tới nếu tu vi lăng hàn lại có tăng lên hắn có thể sẽ thử có lẽ chỉ có đại đế mới có thể vượt qua ngọn núi này lăng hàn thì thào hắn quyết định đi đường vòng hắn mang theo thạch đầu nhân xuất phát sau khi vòng quanh ngọn núi thật lâu phía trước lại xuất hiện một hoang nguyên khắp nơi đều là tảng đá nằm lăn lốc thạch đầu nhân lập tức xông ra ngoài ba 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 từng khối đá bàm vào người nó, thân thể của nó bắt. Đầu khổng lồ lên, mà lần này, nó đạt tới độ cao ban đầu nhưng tảng đá vẫn bay tới, nó đã cao hơn trước. Cuối cùng, sau khi nó biến thành cự nhân cao trăm trượng mới dừng lại. Ách, người cũng sợ nghèo sao? Lăng Hàn cười nói, ra hỏa này hút thêm nhiều tảng đá, như vậy có thể trèo chống nó thời gian thật lâu. Thạch đầu nhân nghe không hiểu, nó chỉ cười ngây ngô với hắn. Thông qua rừng đá, sau khi đi thêm vài chục ngày, chỉ thấy ở giữa một hạp cốc xuất hiện một tòa đô thị. Giống như mãng nghiêu, sinh động như thật, thần thú, quỳ nghiêu, lang hàn lẩm bẩm trong thần thú chỉ có quỷ nghiêu là hình bò, hơn nữa chỉ có một chân, cho nên càng dễ nhận ra, a à, nói như vậy, ta đã tiến vào khu vực tầng thứ hai. Trong chín đại đế ở khu vực thứ nhất cũng không có quỷ nghiêu đại đế. Mặc dù chín thành thị nằm ở các nơi khác nhau nhưng tổng thể đều thuộc về một khu vực, nhưng lần này, lang Hàn đi vòng, Hắn đi đoạn đường rất dài. Cho nên, hắn đã bước ra khỏi khu vực tầng thứ nhất, đi tới khu vực tầng thứ hai. Muốn tiếp tục đi tới, hoặc là trèo núi, hoặc là thông qua thành thị này. Thiết kế phòng hậu kỳ âm thanh, công nghệ tân tiến, giải pháp tiêu âm, cách âm thông minh, hiệu quả nhất. lang Hàn nghĩ đến, 36 thần thú đều tỏa trấn ở khu vực đường núi tiến vào vực sâu nguyên. Thủy, như vậy, như vậy có ý nghĩa những khu vực này tương đối an toàn, ví dụ thông đạo đối ứng chính là một khu vực an toàn, treo núi là không thể nào, yêu cầu thực lực quá cao, cho nên, nếu muốn tiếp tục tiến vào sâu bên. Trong, như vậy cũng chỉ có thể xuyên qua thành thị này. Lăng Hàn thu hồi tất cả khí tức, hắn quan sát ở gần, nếu hắn lỗ mãng đi qua lại dẫn xuất quỷ như đại. Đế đang chấn giữ, vậy thì chơi xong rồi, chờ một chút, tầng thứ nhất là một khu vực, tầng thứ hai lại tự thành một thể. Với không gian to lớn như thế, cho dù là môn đồ đại đế cũng không thể tùy tiện đi tới đây. Cho nên, ta hoàn toàn có thể giả mạo một tên." Ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, hắn nói với Thạch Đầu Nhân. "Đại Thạch, chúng ta đi." Thạch Đầu Nhân ngây ngốc đi theo Lăng Hàn, bang, 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 nó bước theo sau lưng Lăng Hàn, bước chân hạ xuống phát ra tiếng nổ rất mạnh. Rất nhanh, Lăng Hàn đi tới dưới cửa thành, dừng lại, thủ vệ cửa thành mặc thanh đồng chiến giáp ngăn cản Lăng Hàn. "Ngươi là người phương nào?" Lăng Hàn mỉm cười, "Ta chính là môn đồ chân Long Đại Đế, Cửu Vương." Thủ vệ kia sững sờ, thiết kế phòng hậu kỳ âm thanh, công nghệ tân tiến, giải pháp tiêu âm, cách âm thông, minh, hiệu quả nhất. Chân Long đại đế, Cửu Vương, đây chính là khu vực tầng thứ nhất. Thủ vệ cảm thấy khó tin, từ khu vực tầng thứ nhất đến nơi đây cần trải qua hành trình gian nan cỡ nào. Trừ thực lực đế cấp, ai có thể thông qua? Chờ chút, bỗng nhiên hắn phát hiện thạch đầu nhân, hắn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Thạch đầu nhân thật to lớn hơn nữa còn phát ra khí tức khủng bố làm hắn run rẩy hắn muốn quỳ xuống bái lạy nhưng hắn là thánh nhân lăng hàn cười một tiếng đây là tiểu đệ của ta nó vẫn hộ tống ta tới đây thạch đầu nhân quan sát thủ vệ nó không có trí tuệ nó lại mẫn cảm quan sát ý chí của lăng hàn phát hiện lăng hàn cũng không phát ra sát ý nó cũng không có xuất thủ với thủ vệ nó cho rằng thủ vệ này không bằng con kiến cho nên nó không thèm quan tâm thủ vệ mờ mịt gật đầu có hộ vệ cường đại như vậy, khó trách Lang Hàn có thể thông qua. Thỉnh đại nhân chờ một chút, ta phải đi thông báo. Chương 5239, trao đổi. Mọi người đều im lặng, đây chính là Lạc Vô Dương, chẳng những là môn đồ đại đế, hơn nữa còn là cấp bậc chuẩn đế. Nhưng bây giờ, hắn bị một con nguyên linh đánh no đòn, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, mọi người làm sao có thể tiếp nhận? Rất thảm, đại thạch, đại thạch, được rồi lại đánh nữa sẽ xảy ra nhân mạng. Lang Hàn kêu dừng nhưng mà thạch đầu nhân đã đánh hưng phấn nó căn bản không nghe thấy trên thực tế nó cũng không phải là tôi tớ của lăng hàn chỉ bị lăng hàn bỏ qua cho một mạng nên vẫn chạy theo lăng hàn giống như tùy tùng của lăng hàn mà thôi lăng hàn kêu mấy tiếng thạch đầu nhân mới nghe lời và dừng tay lại nhưng mà lạc vô dương đã thê thảm không nỡ nhìn hắn nằm trên mặt đất máu thịt bè bét còn tốt thánh nhân có thể đoán chi trọng sinh mà chuẩn đế tự nhiên mạnh hơn chỉ cần không có làm bị thương đế nguyên hắn có thể dễ dàng khôi phục lại, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Ha ha, ăn cũng ăn, uống cũng uống, tản đi đi. Lăng Hàn cười nói, hắn mang theo thạch đầu nhân rời đi. Mọi người đều ngây người, ra hỏa này được rồi, ăn của người ta, uống của người ta, cuối cùng còn đánh người ta một trận, lạc vô dương thật sự gặp xui xẻo. Nhưng mà, đầu nguyên linh này càng cường đại như thế. Mọi người đều chấn kinh, lạc vô dương chính là chuẩn đế, ở trong suy nghĩ của bọn họ, đây chính là tồn tại gần với Quỷ Như Đại Đế, nhưng còn bây giờ thì sao, bị tôi tớ của người ta đánh nằm dưới đất. Bọn họ lại cực kỳ hâm mộ, nắm giữ tôi tớ như thế, Lăng Hàn may mắn đến mức nào. Rất muốn nắm giữ một tôi tớ như thế, Lăng Hàn lưu lại ở đây mấy ngày, thời điểm hắn đang định rời đi, đã thấy Lạc Vô Dương tới bái phỏng. "A, à, thương thế Lạc huynh đã tốt chưa?" Hắn nói, Lạc Vô Dương mặt đen lại như mực, "Có người nào nói chuyện như ngươi sao?" Người có thể sống tới bây giờ mà không bị đánh chết, thật sự là ông trời không có mắt. Hắn rất muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy thạch đầu nhân đứng ở một bên nhìn chằm chằm, hắn tự giác co đầu rụt cổ trở về. Cũng không thể bởi vì môn đồ đại đế mà phải kinh động quỳ như đại đế. Hắn không muốn mất mặt như vậy, lạc vô dương khống chế cảm xúc một chút, nói, hàn huynh đệ, ta muốn đầu nguyên linh này, người nói cái giá đi. Lăng hàn nhìn hắn, lạc huynh, đây chính là cấp bậc chuẩn đế, Ngươi thấy có ai yêu bán chuẩn đế hay không? Một gốc tiên dược thủy nguyên, lạc vô dương cắn cắn răng nói, đây là thứ hắn đau khổ tìm kiếm suốt 30 vạn năm mới tìm được, hắn vốn muốn sung kích chuẩn đế tam tinh. Nhưng mà, vật chất thủy nguyên chỉ có thể dệt hoa trên gấm, có thể đột phá hay không phải xem tư chất bản thân, mà vấn đề là, dường như hắn đã tới cực hạn, không cách nào tiến bộ thêm nữa. Cho nên, so với việc lãng phí một gốc tiên dược thủy nguyên, chẳng bằng dùng đổi một tôi tớ chuẩn đế. Lăng Hàn trầm ngâm một lát, 10 cây, Lạc Vô Dương suýt nữa phát điên, người cũng đã biết, vật chất thủy nguyên chân quý đến cỡ nào. Người cũng muốn biết rõ, chuẩn đế hiếm thấy cỡ nào. Lăng Hàn cũng nói, chuyện này, đúng thế, dù 10 cây tiên dược thủy nguyên cũng không có khả năng biến thành một chuẩn đế, tính toán như thế, hắn còn kiếm lời to. Thế nhưng mà, hắn luôn có cảm giác không thích hợp. A, à, đây chính là hộ vệ cường đại, chỉ 10 gốc tiên dược thủy nguyên, người còn không nỡ bỏ lạc phô dương lắc đầu trong tay của ta cũng chỉ có một gốc tiên dược thủy nguyên lạc huynh mặc dù chúng ta mới quen đã thân nhưng mà thân huynh đệ còn tính toán với nhau đúng không lang hàn cười nói một gốc tiên dược thủy nguyên mà đổi được đại thạch của ta người cũng quá tham rồi nhưng ta thật sự chỉ có một gốc tiên dược thủy nguyên lạc phô dương nói bằng không ngươi có thể tới bảo khố của ta xem tốt lang hàn không chút do so dự gật đầu a à, ngươi có muốn mặt mũi hay không nhưng nói là chính mình Lạc Vô Dương cũng chỉ có bất đắc dĩ mang theo Lăng Hàn tiến vào bảo khố. Cái gọi là bảo khố, kỳ thật phần lớn là thi thể và hài cốt, đều là nguyên linh bên trong vực sâu nguyên thủy, dĩ nhiên không phải hắn đánh chết, mà là bị thiên địa phong bạo giết chết, hắn chỉ nhặt thi thể mà thôi. Mặt khác, còn có tài liệu đều là thánh tài, cũng không có mẫu kim, cũng không có sáng tạo chi kim. Lạc Vô Dương nói tới tiên dược thủy nguyên, có thể nói nó là bảo vật chân quý nhất nơi này. Ta muốn hết, Lăng Hàn chỉ chỉ. Lạc vô dương cười lạnh, nhiều như vậy, người chứa nổi sao. Pháp khí không gian không thể dùng ở nơi này, sẽ bị bóp nát bấy, người hai cánh tay có thể cầm hết sao. Lăng Hàn mỉm cười, người đây cũng không cần quản, một câu, đổi hay không. Đổi, Lạc vô dương lập tức nói, mặc dù bảo khố là thứ hắn tốn vô số năm làm ra, nhưng so với nguyên linh cấp chuẩn đế, việc này không đáng nhắc tới. Được, đại thạch ở bên ngoài, giao cho ngươi. Lăng Hàn phất phất tay, ngươi có thể đi ra, ta muốn thưởng thức tốt bảo vật của mình. Mẹ nó, đó là của ta, lạc vô dương nhịn xuống, hắn không có xuất thủ, hắn thấy, lang hàn chỉ là thánh nhân, hắn dễ dàng thu thập đối phương. Nhưng mà, tất cả mọi người là môn đồ đại đế, hắn cũng không dám ra tay. Bởi vậy, hắn lui ra ngoài, hắn liên lạc tình cảm với đại thạch. Lăng Hàn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp thu những thứ này. Pháp khí không gian không thể dùng trong nơi này, nhưng mà mẫu kim có thể. Sau khi lấy xong mọi thứ, Lăng Hàn bước ra ngoài. Đại Thạch, sau này ngươi ngay ở lại nơi này. Lăng Hàn cười nói, hắn phất tay với Thạch Đầu Nhân, sau đó phát ra một đạo thần niệm bảo Thạch Đầu Nhân an tỏa. Lúc trước hắn đang đi đường, Lăng Hàn cũng thử câu thông với Thạch Đầu Nhân, mặc dù không lắm lý tưởng nhưng vẫn đạt thành ăn ý đơn giản, giống như bảo đối phương ngồi. Lạc Huynh, ta sẽ không quấy dày, ta còn phải tiếp tục lữ hành. Lăng Hàn nói, Lạc Vô Dương có nguyên linh cấp chuẩn đế nên không để ý Lăng Hàn, hắn gật đầu, không tiễn. Giao dịch đã thành, thái độ của hắn lập tức chuyển sang lạnh lẽo, dù sao trước đó hắn bị Lang Hàn chọc tức không nhẹ. Lang Hàn cười một tiếng, hắn không đặt trong lòng, bởi vì đợi chút nữa Lạc Nguyên Dương sẽ tức điên. Hắn ra khỏi thành, lại tiếp tục đi về hạch tâm của vực sâu Nguyên Thủy. Đi nửa ngày, hắn lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm, đi. Thạch Đầu Nhân giống như đứa bé, tính nhẫn nại của nó không nhiều, cho nên bảo nó ngồi nửa ngày đã là cực hạn. Bên trong thành Quỳ nghiêu. Lạc Vô Dương đã không kịp chờ đợi quy a à quanh thạch đầu Nguyên Linh. Trước đó hắn bị thạch đầu nhân đánh thảm bại, có thể nói mất hết mặt mũi, cho nên tự nhiên muốn lập tức kiếm trở về, dù sao hắn là môn đồ đại đế, thân phận mẫn cảm. Hơn nữa, thời gian này cũng quá nhàm chán, mọi người tới, nhìn thấy thạch đầu nhân ngồi ngay ngắn thì tán thưởng không thôi. Nguyên Linh cấp bậc chuẩn đế, Lạc Đại Nhân, có thể bảo Nguyên Linh hành động hay không, toàn diện biểu hiện ra thần uy. Có người nói, hắn đang vỗ mông ngựa Lạc Vô Dương. Lạc Vô Dương rất hài lòng gật đầu, được, hắn hướng ra lệnh cho thạch đầu nhân, lên, thạch đầu nhân không hề có động tĩnh gì, đứng lên, Lạc Vô Dương lớn tiếng kêu lên, thạch đầu nhân vẫn không có động tính, chuyện này, Lạc Vô Dương lập tức cảm giác mất mặt, trước mắt bao người, chuyện này rất mất mặt. Nếu không phải hắn đánh không lại Nguyên Linh, hắn thật sự muốn ra tay. Chẳng lẽ quá ngốc, nghe không hiểu hắn, chạy, hắn hét lớn một tiếng, hắn dùng thần thức truyền âm, đây chính là ý niệm thuần túy, vượt qua ngôn ngữ giới hạn bỗng nhiên thạch đầu nhân đứng lên bành nó vội vàng xông ra ngoài lần này lạc vô dương vui mừng rốt cuộc cũng nghe lời mọi người cũng tán thưởng liên tục đây chính là tôi tớ cấp chuẩn đế chuyện này một tên khách khứa yếu ớt nói đầu nguyên linh kia không có quay đầu lại